Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vương Phi đúng là một người có tính cách kiên cường hiếm gặp. Cô có biết bản thân đang trúng loại độc nào không? Loại độc này có tên là thiên thượng hàn băng, mặc dù không sánh bằng các loại độc chí mạng khác, nhưng lại là loại gây khó chịu nhất. Kẻ trúng độc này cả người sẽ như nằm trong hầm băng lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương đến ăn mòn cả ý chí, cho dù là nam nhi cường tráng nếu trúng độc vẫn không chịu được mà gào thét. Thật không ngờ Vương Phi có thể chịu được đến mức này, đúng là khiến người ta khâm phục. Lão Hồ Ly, chúng ta nói một câu thành thật đi, thực ra người bắt ta đến đây chưa từng nghĩ là sẽ thả ta ra có phải không? Nếu Vương Phi đã nói thẳng, ta cũng chẳng có gì để che giấu nữa. Chỉ cần có cô nói ra thứ mà ta muốn biết, ta sẽ cho cô một cái chết thoải mái hơn, không phải chịu nổi đâu da thịt. Ha ha, ngươi muốn giết ta, nhưng lại muốn ta nói thông tin cho ngươi. Chuyện tốt đều để mình ngươi chiếm hết, ngươi tưởng ta là đồ ngu để mặc ngươi xử lý hay sao? Đương nhiên ta biết Vương Phi không ngu ngốc để mặc người xử lý. Có điều, trên người ta có một vô số độc dược và độc vật. Nếu Vương Phi muốn đích thân nếm thử thì ta cũng không ngăn cản. Lão già độc ác này. Nếu không độc ác thì lão phu đã mất mạng từ lâu rồi. Lão Hồ Ly, ngươi thực ra là ai? Ngươi nói ngươi đã thành ra thế này là do người của tộc Thiên Định hại. Người của tộc Thiên Định đã chết từ hàng trăm năm trước rồi. Nếu thực sự là bọn họ đã hại ngươi thì bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Rốt cuộc trên người ngươi còn che giấu bao nhiêu bí mật? Vương Phi muốn biết nhiều như thế, không thấy bản thân quá tham lam được sao? Như nhau cả thôi. Đã, ta đã rơi vào tay ngươi, lại còn trúng độc, chắc chắn là chạy không thoát. Chỉ cần ngươi muốn thì một giây có thể bóp cổ lấy mạng ta. Chỉ là trước khi chết ta muốn biết chết một cách rõ ràng. Thế này đi, hai chúng ta trả lời câu hỏi của nhau, xem như trao đổi có được không? Cô lại muốn giở trò gì? Lẽ nào quốc sư Bắc Mông lại sợ một nữ tử yếu đuối đã trúng độc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào như ta sao? Ăn đi. Đây là thứ gì? Thứ này có thể giảm nhẹ nỗi đau trên người cô, không tin thì đừng uống. Vị dở quá. Cô cứ vậy mà tin lời ta à? Không sợ viên thuốc đó là thuốc độc sao? Đừng nghĩ tất cả mọi người đều ngốc như ngươi. Nếu muốn độc chết ta thì tìm đâu ra thêm một người tộc Thiên Định nửa sống nửa chết trả lời câu hỏi của ngươi. Cuối cùng Vương Phi cũng chịu thừa nhận mình là người của tộc Thiên Định. Sự thật ở trước mắt ta cũng không muốn phủ nhận nữa. Rồi, nếu ta đã trả lời một câu hỏi của ngươi thì ngươi cũng nên trả lời một câu hỏi của ta. Cái gì? Cô trả lời câu hỏi của ta từ lúc nào? Ê, ông không biết mất mặt hay sao? Không phải ban nãy ta vừa thừa nhận mình là thiên tộc, thiên định tộc hay gì? Đó là câu trả lời, đó là trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi đó. Được, vậy Vương Phi có câu hỏi gì cứ nói. Theo như ta thấy, mỗi lần mắt ông chuyển sang màu đỏ là ông lại mất kiểm soát, rốt cuộc là vì sao? Sao? Bị ta dọa cho ngẩn người rồi à? Mở đó, chuyện này là thế nào? Không phải Trác Lãng là một lão già sao? Vì sao dưới lớp mặt nạ già nua lại là một thanh niên trẻ trung thế này? Vương Phi là người đầu tiên được nhìn thấy gương mặt thật của ta trong suốt hàng trăm năm qua đấy. Nhiều lúc đến cả ta cũng quên mất hình dạng ban đầu của mình. Thật sự cho rằng gương mặt già nua này chính là gương mặt của mình. Rất lâu trước kia ta đã không còn già đi nữa rồi. Gương mặt này mãi dừng lại ở tuổi 20. Ta rất thích dáng vẻ này, thật sự rất thích. Có thể thấy hắn thật sự thích dáng vẻ lúc trẻ của mình. Cô có biết vì sao ta có thể trẻ mãi không già không? Tất cả đều là nhờ tộc Thiên Định các người ban cho. Gia tộc này được xem là rất thần bí, là thần bí nhất, thậm chí có người gọi là gia tộc có huyết mạch gần với thần linh nhất. Chính bọn họ đã ban cho ta nhan sắc trẻ mãi không già này. Biến thái. Tuổi thọ con người có hạn, nhưng thời gian sẽ không dừng lại theo sự giảm dần của tuổi thọ. Vương Phi trẻ trung xinh đẹp thế này đã bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ già đi, xấu đi hay chết vì tuổi thọ đã tận chưa? Vậy lúc đó phải làm thế nào? Đó đều là quy luật bình thường của tự nhiên. Con người ta sinh ra phải có mất đi. Những điều này đều không thể thay đổi. À, nó không thể thay đổi. Chính người trong tộc Thiên Định các người đã thay đổi quy luật tự nhiên này. Sự tồn tại của ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi này. Lẽ nào đến giờ cô vẫn chưa hiểu ra sao?
Từ sau năm 20 tuổi, gương mặt này của ta đã không còn già đi nữa. Đến da thịt xương cốt, huyết dịch trong người cũng không hề thoái hóa đi. Ta đã làm được rồi, ta đã được trường sinh, có được thanh xuân vĩnh cửu. Ta đã sống trên đời hơn 200 năm, đã chứng kiến vô số người sinh lão, bệnh tử ở trước mặt ta. Thiếu nữ vẫn đang ở độ tuổi đăng hoa ngày hôm đó. Thiếu nữ vẫn còn đang ở độ tuổi đăng hoa ngày hôm qua, rồi cũng sẽ trở thành một bà già lợm khợm. Thấy vô số nam nhi có thể có cơ thể cường tráng cùng với dòng chảy của thời gian mà trở nên già cỗi rồi phải trở về với bùn đất. Ta đứng bên ngoài quan sát với một nỗi lo sợ. Cô có biết ta đã phải hy sinh bao nhiêu mới được như bây giờ, có được thể hồn cường tráng tươi trẻ hay không? Nhưng khi ta tưởng rằng mình có thể vĩnh viễn giữ được cơ thể này thì đã có chuyện xảy ra. Một ngày nào đó ta tỉnh dậy, da thịt vốn trơn mình trở nên nhăn nheo như vỏ cây. Sao lại có thể? Thậm chí tóc cũng trắng hơn phân nữa. Đây không phải là điều mà ta muốn. Ta muốn có thể giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không phải chết. Như là con người không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Lẽ nào ngươi đã thấy có người trường sinh bất tử rồi? Đương nhiên là ta đã thấy. Đám người thiên tộc tuổi đã cao nhưng nhan sắc vẫn rất trẻ trung. Đó không phải là trường sinh thì là gì? Không phải ông đã nói người của thiên định đều có năng lực đặc biệt sao? Trong gia tộc có người mang năng lực trẻ mãi không già cũng không phải là không thể. Cụ nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Không ai trong chúng ta biết năng lực của gia tộc này là gì và có bao nhiêu loại. Lỡ như trong số họ có một loại năng lực già là trẻ mãi không già thì sao? Vì trốn tránh cái chết, khiếp sợ tuổi già mà ngươi nhẫn tâm ăn thịt uống máu người. Ta nói cho ngươi biết, kẻ làm ra những hành động đó mãi mãi cũng không thể trường sinh, mà chỉ biến thành quái vật. Ta không tin những lời cô nói. Cô vì bảo vệ bản thân nên mới nói như vậy để lừa ta. Cô nói không ai có thể trường sinh, nhưng rõ ràng ta đã sống hơn 100 tuổi rồi. Không phải ngươi đã nói ngươi có thói quen uống đan dược sao? Có lẽ chính số đan dược đó mới là thứ giúp cho ngươi duy trì tuổi thanh xuân. Không, ta không tin, ta không tin. Cái tên này đúng nó. Đừng nói là lại mất kiểm soát nữa nha. Có ánh lửa. Triệu Lăng, ta ở bên này Triệu Lăng. Bỏ ta ra, bỏ ra. Là tiếng của Nguyệt Nhi. Nếu cô đã một lòng muốn trốn thoát thì ta sẽ không giữ mạng cô lại nữa. Ta sẽ đút cạn máu cô mà dùng cho việc luyện đan. À! Nguyệt Nhi, thật tốt quá, ta tìm được nàng rồi. Ta biết ngài nhất định sẽ tìm được ta mà. Nguyệt Nhi đừng sợ, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ dám làm hại nàng. Hắn là Trác Lãng, giết hắn đi, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Nguyệt Nhi nói hắn là Trác Lãng, nhưng rõ ràng hắn là một nam tử rất xa lạ. Hi hi, Lăng Vương Điện Hạ đã lâu không gặp. Hắn là Trác Lãng, sao có thể? Tên này đã học được tà thuật nên mới giữ được gương mặt ở tuổi thanh xuân. Gương mặt trước đây ngài nhìn thấy chỉ là lớp mặt nạ da, không phải gương mặt thật của hắn. Mau giết hắn đi, không thì để hắn sống được. Lăng Vương khoan đã. Mong Lăng Vương Điện Hạ nương tay. Dù thế nào thì Trác Lãng cũng là quốc sư của nước ta. Sự sống chết của hắn chỉ có bệ hạ nước ta mới có quyền quyết định. Một tướng quân mạch đang lấy thiên tử bắt mông đao uy hiếp bổn vương. Vương gia hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Vương gia nổi giận là chuyện hiển nhiên, nhưng mà... Đại Ngụy và Bắc Mông vừa ký xong hiệp ước đồng minh. Nếu bây giờ quốc sư Bắc Mông bỏ mạng tại đây, thì hai nước còn có thể tiếp tục mối quan hệ hữu hảo được hay sao? Xin vương gia vì bách tính thiên hạ mà để ta đưa Trác Lãng về Bắc Mông trị tội. Ta ở đây đảm bảo nhất định sẽ bắt hắn phải nhận hình phạt. Trác Lãng ở Bắc Mông có địa vị cực cao. Nếu thật sự giết hắn tại đây, thì sợ lại sẽ rước đến vô số phiền phức. Nhưng Nguyệt Nhi lại bảo mình nhất định phải giết chết tên này. Thật không biết nên lựa chọn thế nào. Đây là lần đầu mình mở miệng cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn do dự. Ta đã đề cao bản thân mình quá rồi. Hắn là hoàng tử đương triều, đã bắt Lăng Vương quyền cao chức trọng. Nam nhân như thế liệu sẽ giết người vì lời nói của một nữ nhân hay sao? Mình giống như tự đút nhục vào người, diễn một trò hề trước mặt những người khác.
Hóa ra một tướng quân cũng có tài ăn nói giỏi như thế. Bổn vương phi còn cho rằng đại tướng thiện chiến như một tướng quân, thích nhìn thấy cảnh chiến loạn nhất mới phải. Tất cả là lỗi của chúng ta, dù vương phi trách một khắc sát thế nào ta cũng sẽ không phản bác. Vậy sao? Mắng các người mấy câu thì các người vẫn sống như thường, chẳng mất một giọt máu, miếng da nào. Nhưng một tướng quân, bổn vương phi vẫn giữ câu nói đó, ta không trách cứ cũng không ghét hệt, cũng không hề ghét bỏ ngươi. Trong khoảng thời gian ta gặp khó khăn đã được ngươi nhiều lần tương trợ, ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Lăng vương phi muốn thấy mạng, muốn lấy mạng lão phu, xem ra lần này không thành rồi. Ngươi! Nếu không phải thấy ngươi chết ở đây sẽ đem lại phiền phức cho đại ngụy, ngươi thực sự tưởng rằng bổn vương không dám giết ngươi sao? Vương gia bất giận, xin vương gia nương tay. Ngươi nói không sai, tối nay bổn vương phi không thể lấy mạng ngươi. Có điều nỗi nhục ngày hôm nay bổn vương phi sẽ không quên. Kẻ có lòng dạ xấu đối với ta, ta tức sẽ báo thù. Yên tâm, lão phu nhất định sẽ còn tới tìm cô. Đan dược được luyện từ máu huyết của người độc tộc Thiên Đỉnh có thể nói là cực phẩm thiên hạ, mùi vị đó chắc hẳn là vương phi đã biết. Viên đan dược ta vừa ném cho cô không phải cô đã uống rồi đó sao? Đó chính là đan dược được luyện từ máu thịt trong người, của máu thịt người trong tộc cô. Mùi vị không tệ nhỉ. Nguyệt Nhi, này sao thế? Đồ khốn, ngươi đã nói gì với Nguyệt Nhi? Bảo sao mùi viên đan dược kia lại tanh như thế, không ngờ là được luyện từ máu và thịt người. Tên thần kinh này không ngờ chỉ như vậy mà hắn cũng làm ra được. Xin vương gia yên tâm, sau khi về Bắc Mông ta nhất định sẽ đích thân bẩm báo với bệ hạ nước ta, nhất định sẽ cho vương gia và vương phi một câu trả lời xứng đáng. Đừng tưởng chỉ có mình Trác Lãng có tội. Một tướng quân, ngươi nhiều lần gây bất lợi cho vương phi của bổn vương, ngươi cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Vân Tiêu, đưa ta về. Quả nhiên giận rồi. Nếu Bắc Mông các ngươi không thể cho bổn vương một câu trả lời vừa ý, thì 20 vạn hùng sư ở biên cảnh đại ngụy cũng không hề sợ gì thiết kỵ Bắc Mông các người. Đến lúc đó chúng ta có thể tỉ thí trên chiến trường, để xem thiết kỵ Bắc Mông ngươi có thể xâm lược Trung Nguyên hay là Nam Nhi đại ngụy ta sang bằng kim định Bắc Mông các người trước. Quốc sư, ngươi có biết lần này ngươi sai thế nào không? Sai, sai lầm của ta chính là để cho nhà đầu kia lừa hết lần này đến lần khác. Sớm biết thế này ta đã sớm rút cạn máu của cô ta ngay từ khi mới bắt về được. Đến giờ vẫn còn chấp mê bất ngộ. Được, dù sao về đến Bắc Mông bệ hạ sẽ trừng phạt ngươi. Trác Lãng, rốt cuộc chuyện mặt ngươi là thế nào? Ngươi thật sự là quốc sư sao? Tiểu tử này, tên của ta mà cô cũng dám gọi thẳng. Nếu hắn quả thật là Trác Lãng thì độ tuổi và dung mạo của hắn bây giờ quả thật quá xung đột với nhau. Rốt cuộc là loại quái vật nào mà có thể giúp hắn vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân? Dù hắn đã dùng cách gì thì cũng không thể để kẻ này tiếp tục sống. Sự tồn tại của hắn chắc chắn sẽ mang lại tai họa lớn cho Bắc Mông. Vương Phi, người sao rồi? Vương Phi, Vương Phi! Đến lúc này rồi mà vẫn còn bướng bỉnh, không cần mạng nữa rồi đúng không? Tên khốn này, uổng công mình đối xử tốt với hắn. Tên khốn này, ta đã bị thương, bị trúng độc rồi mà ngài còn hung dữ với ta. Độc, Nguyệt Nhi nàng trúng độc à? Vân Tiêu, mau đi ngăn Trác Lãng, lấy thuốc giải. Vâng. Trác Lãng muốn giết ta mà ngài vẫn để hắn đi, dù sao trong lòng ngài ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng tiền đồ và lợi ích. Đừng để ý đến ta nữa, cứ để ta đau chết, khó chịu chết, độc chết luôn cho rồi. Vẫn còn may, cuối cùng nàng vẫn không phớt lờ ta. Ai bảo trong lòng ta chỉ có tiền đồ và lợi ích. Nàng có biết để cứu được nàng ta đã suýt bỏ mạng trong khu rừng này rồi không? Nữ nhân vô lương tâm này, còn đẩy bốn vương ra mà đi cùng nam nhân khác, uổng công ta sủng ái nàng. Được, vậy sau này đừng sủng ta nữa. Triệu Lăng, cả đời này lão nương cũng không muốn sống cùng ngài nữa. Nàng nói gì? Đúng là đã chiều nàng đến hư rồi, mấy lời hỗn xược đó mà cũng dám nói. Ngài! Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi này làm sao vậy? Nguyệt Nhi! Khởi bẩm vương gia, đám người Trác Lãng đã biến mất rồi. Vương gia, độc trên người vương phi nếu còn kéo dài e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy phải làm sao đây? Vương gia, vết thương trên người vương phi không thể trì hoãn nữa. Ngài đưa vương phi về Long Tiền Tự trước, thuộc hạ phi ngựa đến thái y viện mời thái y.
Đi mời thái y, nếu ông ấy không ở thái y viện thì trực tiếp đến phủ mời. Rõ. Cô là ai? Ta là cô. Nói vậy, mặc dù hai chúng ta giống nhau nhưng cô không phải là ta. Hoặc có thể nói thế này, hai chúng ta là cùng một người, nhưng một người là kiếp trước, một người là kiếp này. Lúc trước còn nói đùa là rất có thể kiếp trước bản thân có quen biết với Châu Y Nhi, còn từng bị cô ta hãm hại nên mới thù ghét cô ta như thế. Bây giờ nữ nhân trước mặt lại nhắc đến đúng chuyện này. Đừng sợ, thật hay không cũng không sao, ta chỉ muốn nói với cô rằng Nguyệt Nhi, cô vất vả rồi. Sao cô lại nói vậy? Chuyện cô ở đây không phải là trùng hợp mà là hiển nhiên. Nguyệt Nhi, số phận của cô gắn liền với vương triều Đại Ngụy, trong đó có hạnh phúc cũng có đau khổ, những điều này cô đều phải trải qua, mà ta không giúp được cô nữa rồi. Số phận? Ý cô là chuyện ta xuyên không đến đây không phải là trùng hợp mà là ta buộc phải đến đây? Đúng vậy, cô là người thuộc về nơi này, vì nơi này có rất nhiều người đang đợi cô, có người yêu cô sâu sắc, cũng có người thân thực sự của cô. Này, cô có thể nói rõ hơn không? Sao ta không hiểu gì hết? Sau này tự nhiên cô sẽ hiểu. Tin ta, Đại Ngụy là số phận của cô. Cô nói vậy là có ý gì? Đừng đi! Đừng đi! Nguyệt Nhi, đừng sợ, bổn vương không đi đâu hết, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Tiểu thư! Phương trưởng! A Di Đà Phật. Nghe nói vương phi đã được cứu về, bần tăng có biết một chút kỳ hoàng chi thuật, không biết có thể giúp gì được không? Mời đại sư vào trong. Đại sư, mời vào. Có mùi máu. Xem ra cho dù đã giữ được mạng sống, nhưng Lăng vương phi cũng đã trả giá không ít. Nhưng chẳng phải điềm lành. Vương phi đã trúng độc, vết thương đã nhiễm trùng, cơ thể lạnh băng, nhiệt hỏa công tâm. Thế phải làm sao? May mà vương phi đã được uống kỳ dược bảo vệ tâm mạch cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng độc trong người vương phi vô cùng lợi hại, độc tố trong cơ thể sẽ dày vò ý chí của vương phi, làm cho vương phi phải chịu đau khổ. Loại độc từ từ dày vò người khác này giống như tra tấn, thường được dùng trên người bị hành hình bức cung. Kẻ hạ độc này hẳn rất muốn hành hạ vương phi và để moi được bí mật từ vương phi. Trác Loãng, đây là... đây là hương hoa ngọc lộ nhưỡng, có tác dụng tiêu viêm giảm đau. Nếu vương gia tin ta thì có thể cho vương phi uống trước, mặc dù không thể giải độc, nhưng ít nhất cũng có thể giúp vương phi thấy dễ chịu hơn. Đây là mùi gì? Thơm quá. Đây là... tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Nguyệt Nhi, nếu đau quá thì không cần phải nhịn đâu. Triệu Lăng, là mơ sao? Nhưng mà cảnh trong mơ thực sự quá chân thật. Triệu Lăng, ngài nói đi, ta ở đây, ta không phải ngủ ở đây đúng không? Ta không thuộc về nơi này đúng không? Nguyệt Nhi, nàng nói gì thế? Tiểu thư, sao vậy? Sao lại bắt đầu ăn nói linh tinh thế kia? Nguyệt Nhi, nàng cố chịu đi, thái y sắp đến rồi. Không đúng, ta nhớ rồi. Triệu Lăng, ngài dám đánh ta, ngài tét mông ta. Là lỗi của ta, chỉ có Nguyệt Nhi đánh ta, ta sẽ không bao giờ đánh Nguyệt Nhi nữa. Ngài nói không, giữ lời, ta không tin ngài đâu. Lời nói của nam nhân đều là gió thoảng mây trôi. Lời nói của nam nhân đều là gió thoảng mây trôi. Nguyệt Nhi, bổn vương sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại một mình nữa. Ngài nói thật sao? Thật là thật, bài học lần này đủ để ta ghi nhớ cả đời rồi. Nếu ngài thực sự đã biết lỗi, vậy thì hứa với ta một chuyện. Nguyệt Nhi cứ nói. Ta biết ngài không thể quang minh chính đại giết chết Trác Lãng, nên bất kể là đánh lén hay hạ độc thì trước khi Trác Lãng về đến Bắc Môn, ngài nhất định phải thay ta giết hắn. Nguyệt Nhi, sao nàng nhất định phải giết hắn ở Đại Ngụy? Thân phận Trác Lãng không bình thường, nếu hắn chết ở Đại Ngụy, sự thái bình nhiều năm liền của Đại Ngụy sẽ có thể bị phá hỏng. Hắn đã biết một bí mật của ta, nếu bị truyền ra ngoài thì ta sẽ chết không toàn thây. Rốt cuộc trong rừng đã xảy ra chuyện gì? Trên đời này ngoại trừ người thân phận thực sự của Sở Văn Nguyệt, mình thật lòng không thể tin tưởng thêm bất cứ một ai. Chưa kể, trước đó không lâu Triệu Lăng đã tự tay thả Trác Lãng đi.
Quả nhiên, Trác Lãng dùng đủ mọi cách bắt Lăng Vương Phi đi là vì một mục đích khác. Trên đời, chuyện có thể khiến Trác Lãng dùng đủ mọi cách làm đến bước này, không gì ngoài kế hoạch trường sinh bất lão của hắn. Mình vẫn luôn cho rằng, trên đời này người biết tung tích của tộc Thiên Định, ngoài Nhụy Nhi đã khuất ra, chỉ còn có cô ta. Bây giờ xem ra không phải là như vậy. Trác Lãng bỏ sức ra làm nhiều việc đến vậy, rất có thể là vì hắn cho rằng Lăng Vương Phi biết tung tích của tộc Thiên Định. Người trong tộc Thiên Định đều rất đẹp, cho dù đi lẫn trong dòng người thì cũng khiến người khác vừa gặp khó quên. Không lẽ Lăng Vương Phi là người trong tộc Thiên Định? Năm đó cái chết của Nhụy Nhi, ngoài việc dính vào âm mưu thủ đoạn của chốn hậu cung, còn có một nguyên nhân là để bảo vệ bí mật tộc Thiên Định. Nhụy Nhi tuyệt đối không ngờ rằng 20 năm sau khi nàng ấy mất, nhi tử thân sinh của nàng ấy lại yêu phải người của gia tộc thần bí này. Rốt cuộc đây là số phận hay là khởi đầu cho một chuỗi bi thương mới đây? Trong phòng không tiện, vẫn nên tiễn đại sư ra ngoài đi. Dạ. Để ý nhất cử nhất động của Vô Trần. Nhớ kỹ, bổn vương muốn biết tất cả hành động của ông ta ở trong tự. Vâng thưa vương gia. Úi gia, từ từ, úi gia. Điểu Nhi xem giúp ta xem vết thương của thiếu chủ nhân có nặng không nhé. Có độc, đúng là có độc. Vương Trung Hòa, ta bảo ngươi đến không phải là để thưởng thức kỳ độc. Vương Phi đã hôn mê nhiều ngày nay, nếu ông không nghĩ cách cứu nàng, thì ta sẽ dẫn độc này lên người cho ngươi nếm thật mùi. Xin vương gia yên tâm, mặc dù lão thần không phải cao thủ hạ độc, nhưng cũng có thể tự nhận là cao thủ giả độc có tiếng ở Đại Ngụy. Vết thương của Vương Phi trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng bây giờ sắc mặt vẫn chưa chuyển sang màu xanh đen. Chắc hẳn nhất thời độc này vẫn chưa thể lấy được mạng ngải. Lão thần, đợi lão thần tìm hiểu xem đây là loại độc gì rồi cứu vãn không muộn. Vâng, thị vệ đừng thấy số bảo bối trong hộp thuốc này của lão thần đáng sợ. Cho dù lão thần ngàn vàng lão thần, cho dù cho lão thần ngàn vàng lão thần cũng không bán đâu. Bảo sao lão phu thấy loại độc này rất quen mắt, hóa ra là thiên trượng hàng băng đứng thứ 9 trong bản kỳ độc. Vương Phi trúng loại độc này có thể thấy là đã chịu khổ không ít rồi. Vương Thái Y nuôi số độc trùng này làm gì, không lẽ là để cứu người? Ngài nói đúng rồi, số độc trùng này là bảo vật lão thần dùng để cứu mạng đó. Nguyệt Nhi, tiểu thư, hóa ra con vật đáng yêu này lại là con độc trùng xấu xí nhất. Được rồi, quay về đi. Đây là chuyện gì thế? Vương Trung Hạ, Vương Phi có gặp nguy hiểm hay không? Vương gia không cần lo lắng, máu độc trên người Vương Phi đã hút đi hơn nữa, độc trùng của ta thôi rồi. Để lát nữa lão thần sẽ kê đơn thuốc, không quá 7 ngày độc tố trên người Vương Phi sẽ được loại đi hết. Cho dù là vậy, nhưng rốt cuộc độc trùng của người bị làm sao thế? Thần cũng không biết, thất tinh hồng quả trùng độc là độc trùng có thể khắc chế loại độc tính mạnh nhất. Nhưng bây giờ sau khi độc trùng hút máu độc của Vương Phi xong đột nhiên lại giãy giụa. Thất tinh hồng quả là loại độc trùng có độc tính cực mạnh, ban nãy rõ ràng nó đã độc phát sinh ra tính công kích. Nếu lão thần không dùng ngân châm đâm chết nó thì nó đã nôn dịch độc ra ngoài, như vậy nhất định sẽ có người ở đây bị thương. Không phải độc trùng cũng được, không phải độc trùng đã được ngài thuần hóa rồi sao? Đây cũng là chuyện lão thần thấy rất kỳ lạ. Độc trùng của ta trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ có khi nào độc thiên trượng hàng băng này không phải là vấn đề, mà vấn đề là máu của Vương Phi. Cẩu đồ tại to gan. Vương gia tha tội là lão thần hồ đồ, lão thần không dám nữa, xin vương gia tha mạng. Vương Trung Hòa, nể tình ban nãy ngươi có công cứu mạng Vương Phi, bổn vương tha mạng cho ngươi. Nhưng cũng chỉ có lần này ngươi hiểu chưa? Lão thần hiểu rồi, hiểu rồi. Hôm nay tổn thất lớn rồi, đắc tội Lăng Vương không nói, ngay cả thất tinh hồng quả trùng ta hết lòng chăm sóc cũng chết rồi, độc trùng bảo bối của ta. Chỉ là một con độc trùng xấu xí dơ bẩn, có tư cách gì mà uống dòng máu tinh thuần của độc tục của tộc trưởng tộc Thiên Định đời kế tiếp, nổ tung chết xem như là đã lợi cho nó lắm rồi. Lăng Vương Phi bị trúng độc, bị thương rõ ràng là có kẻ nhắm vào ngày ấy.
xem ra không thể đợi được nữa. Phải nhanh chóng chủ động đi tìm ngải, để ngải khôi phục lại thân phận thật sự, kế thừa trách nhiệm ngải phải gánh vác. Mặc dù tộc Thiên Định không sợ chiến đấu, nhưng họa diệt tộc, tộc nhân chết thảm, thù này nhất định phải báo. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, sao lại ngủ đây? Trên giường đi. Sao lại ngủ ở đây? Lên giường đi. Nguyệt Nhi, may mà nàng không sao. Triệu Lan, ta nằm mơ thấy ngài. Nàng mơ thấy gì? Ngài đứng ở một nơi rất xa xôi. Bất kể ta gọi thế nào, ngài cũng không quay đầu nhìn ta lấy một cái. Đồ ngốc, có phải chuyện này làm nàng sợ rồi không? Từ giờ trở đi, bất kể ta có đi đâu, cũng sẽ đưa Nguyệt Nhi của ta đi cùng. Sẽ không để nàng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy nữa. Tiểu thư à không, Vương Phi. Vương Phi. Nhà đầu ngốc này khóc sưng hết cả mắt rồi. À, rồi rồi. Vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ. Vô Trần đại sư trước giờ rất ít khi ra ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng chủ trì buổi thiền sớm tối, còn lại đều chỉ ở trúc lâu niệm kinh hoặc là vào Tri Quy Lâm tản bộ. Vào Tri Quy Lâm tản bộ. Xuân Hạnh từng nói trong Tri Quy Lâm có một ngôi mộ, nhưng không rõ ngôi mộ này rốt cuộc là của ai. Người có đi theo hắn không? Thật sự hắn chỉ tản bộ thôi sao? Khởi bẩm vương gia, Tri Quy Lâm có trận pháp, thuộc hạ vô dụng đã để lạc mất Vô Trần đại sư, còn suýt chút nữa lạc ở trong rừng. Xem nào, bổn vương phải đích thân đi điều tra Tri Quy Lâm này rồi. Vương gia đừng đi, Tri Quy Lâm này vô cùng cổ quái, vương gia đến đó e là sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Bổn vương lớn thế này rồi có khi nào là không trải qua nguy hiểm. Vậy thuộc hạ sẽ đi cùng vương gia. Không, ngươi còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi dẫn theo vài ám vệ của vương phủ, đuổi theo một khắc sát Bạch Trác Lãng với tốc độ nhanh nhất. Đợi đến Bắc Mông, nếu thiên tử Bắc Mông tha cho Trác Lãng, thì phụng lệnh ta nhất định bằng mọi giá giết chết Trác Lãng. Rõ. Dám động vào nữ nhân của Triệu Lăng ta thì nhất định phải trả giá. Vì hòa bình hai nước mà phải để Nguyệt Nhi chịu thiệt thòi rồi. Nếu thiên tử Bắc Mông không phải thích đáng kẻ tán tận lương tâm này thì chỉ có thể để ta thay hắn xử lý thôi. Vương gia, thế nào, có điều tra được gì không? Thuộc hạ phụng lệnh vương gia đã đích thân đến sơn động mà Trác Lãng từng giấu vương phi, tìm kiếm trong ngoài vẫn không thấy có điểm nào khả nghi. Vương gia, rốt cuộc là ngài đang tìm cái gì, đang nghi ngờ chuyện gì? Sau khi đưa được Nguyệt Nhi về, vừa nhìn thấy bổn vương, nàng đã bảo ta mau chém chết Trác Lãng. Nó là Trác Lãng đã nắm được một bí mật rất quan trọng, cho nên vương gia mới muốn thuộc hạ đến xem nơi vương phi từng ở xem có manh mối gì không. Không sai, ta hiểu Nguyệt Nhi, nàng không phải là loại người dễ hoảng hốt như thế. Nhưng đêm đó rõ ràng Nguyệt Nhi rất kinh sợ Trác Lãng, đến mức bảo ta bằng mọi giá phải giết hắn. Bổn vương thân là phu quân của Nguyệt Nhi, sao có thể để nàng một mình sợ hãi? Xem ra vương gia đã thực sự bại trong tay vương phi rồi. Không biết vương gia có còn nhớ lúc đầu ở hành cung, Trác Lãng cũng từng phái một khách sáng đến hành thích vương gia, vương phi không? Sao ta có thể quên chứ? Có thể Trác Lãng đã biết được thân phận của Nguyệt Nhi. Nếu trong rừng Nguyệt Nhi biết chuyện về tộc Thiên Định được Trác Lãng, thì sao có thể không sợ hãi và hốt hoảng được? Chẳng trách lại cầu khẩn ta giết Trác Lãng. Chẳng trách Nguyệt Nhi nói sự tồn tại của hắn sẽ khiến nàng chết thảm. Nhất định là lão xà chết tiệt đó đã uy hiếp Nguyệt Nhi, thậm chí là làm chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Vương gia sao vậy? Trong người không khỏe sao? Vì mấy lời của một khách sát mà lại tha cho lão già đó, Nguyệt Nhi hẳn là thất vọng về ta lắm. Ám vệ còn chưa đi xa, người mau đuổi theo nói với bọn họ. Người nói với họ, không cần đợi một khách sát và Trác Lãng về đến Bắc Mông, trong địa phận đại ngụy nhất định phải giết chết hai kẻ này. Vương gia không thể. Bổn vương bây giờ không quản được nhiều như vậy, biên cảnh bùng nổ chiến tranh thì đã sao, thiết kỵ Bắc Mông kéo tới thì đã sao. Cùng lắm thì bổn vương đích thân ra trận giết sạch đám người Bắc Mông lòng lan giả sói này. Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Tiêu, bổn vương không thể để Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, không thể để nàng ấy chịu đau khổ như tộc nhân của mình. Trong lòng ta so với bách tính thiên hạ, tính mạng nàng ấy còn quan trọng hơn. Rõ ràng là một tiểu cô nương đáng yêu,
Xem đôi mắt này sưng chưa kìa, y như con cóc trong hồ sen vậy. Xem ra Xuân Hạnh của ta không gả đi được rồi. Xấu xí thế này có chàng trai nào dám lấy chứ. Tiểu thư, nô tỳ lo cho ngài sắp chết đến nơi mà ngài ở đây còn chọc ghẹo nô tỳ. Xuân Hạnh, ngươi chăm sóc ta từ nhỏ, không biết vì sao mẫu thân ta qua đời không? Tiểu thư, ngài nhớ phu nhân sao? Vì tai nạn mà ta đã mất đi rất nhiều ký ức. Về tỉnh Bắc Hậu ở Thanh Châu, về phụ thân, đại ca và mẫu thân đều là những ký ức rất mơ hồ. Xuân Hạnh, ngươi không cần lo, ta sẽ không chịu được. Chỉ cần nói ta biết mẫu thân ta vì sao mà qua đời. Chuyện này... Từ khi còn nhỏ nô tỳ đã bị bán vào hậu phủ làm nha hoàn, hậu gia và hậu phu nhân đều là người rất lương thiện, đối xử với hạ nhân chúng ta rất tốt. Hậu phu nhân là một nữ nhân rất xinh đẹp, tính cách dịu dàng như nước. Ngài không chê nô tỳ tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà chọn nô tỳ hầu cận bầu bạn với tiểu thư. Chỉ là nô tỳ biết sức khỏe hậu phu nhân không được tốt, không thể để bị thương. Một khi bị thương sẽ rất khó cầm máu mà cơ thể ngày càng suy nhược. Thể chất hậu phu nhân cũng không phù hợp sinh con. Nhưng hậu phu nhân biết hậu gia là một người thích trẻ con nên đã quyết định sinh cho hậu gia một nam một nữ, chính là thế tử và tiểu thư. Nhưng vì tổn thương nguyên khí cho nên đã qua đời khi còn rất trẻ. Hầu gia là một người thâm tình, sau khi phu nhân mất đã đau lòng rất lâu không chịu lấy kế thê. Một mình ngài nuôi dưỡng thế tử và tiểu thư, chống đỡ gia nghiệp to lớn của tỉnh Bắc Hầu Phủ. Ngoài thể chất suy nhược, mẫu thân ta còn điểm gì khác biệt nữa không? Điểm khác biệt? Tiểu thư muốn biết chuyện gì? Ví dụ như có chỗ nào đặc biệt hơn người không? Nói chung là khác biệt là được. Nói kỳ lạ thì đúng là có điểm này hơi kỳ lạ. Là gì? Chính là có một năm Thiết Kỵ Bắc Mông đến xâm phạm hầu gia lãnh binh xuất chinh, ngoài ý muốn trúng phải tinh độc. Lúc đó quân y trong trại đều bó tay, cả tấu chương chủ soái bệnh tình nghiêm trọng cũng đã viết xong. Lúc đó phu nhân kịp thời chạy đến, đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi đại doanh, một mình ở bên cạnh hầu gia. Tiếp theo chuyện kỳ lạ xảy ra, hầu gia vốn trúng độc hết thuốc chữa, hôm sau đã ra khỏi doanh trướng. Chuyện này lúc đó rất chấn động, không chỉ dọa đến quân Thanh Châu mà còn dọa đến cả người Bắc Mông. Mọi người đều cho rằng hầu gia là thần tướng trời ban, đến độc dược cũng không làm gì được ngài. Đúng rồi, hóa ra mẫu thân Sở Băng Nguyệt là người thiên định, mà theo lời Xuân Hạnh kể thì chắc phụ thân cũng biết thân phận thật của mẫu thân. Trong tương lai nếu thân phận này bị công bố thì chắc phụ thân sẽ không bị liên lụy, mà người liên lụy chỉ có mình và đại ca Sở Hách. Trăm năm trước, tộc Thiên Định đã gặp phải đại họa diệt tộc, trăm năm sau có mà đảm bảo. Cơn ác mộng này sẽ lại một lần nữa giáng xuống đầu ta và Sở Hách. Ta nhất định phải nghĩ cách thông báo cho người thân ở Thanh Châu, cẩn thận với kẻ lòng dạ khó lường. Mau đi chuẩn bị giấy mực, ta muốn viết thư cho phụ thân và đại ca. Tiểu thư, sao tự dưng lại muốn viết thư cho Thanh Châu thế? Ta nhớ phụ thân với đại ca rồi. Hầu gia thế tử hẳn là cũng rất nhớ tiểu thư. Đợi vài ngày sau bọn họ nhận được thư của tiểu thư, hẳn là sẽ rất vui mừng. Thí chủ, có khách đến tìm ngài. Tiểu thư, nhà ta trông người không khỏe, không tiện tiếp khách. Người này sợ là thí chủ nhất định phải gặp. Lăng Vương Phi thật kiêu ngạo, lẽ nào ý chỉ của hoàng hậu cũng không muốn tiếp sao? Thái giám Vĩnh Hòa Cung, Lý Toàn. Công công có điều không biết, tiểu thư nhà ta thực sự đang bệnh nặng, hiện còn đang tịnh dưỡng trên giường. Vương gia đã nói không cho người khác quấy rầy, chứ không có ý chậm trễ ý chỉ của hoàng hậu nương nương đâu. Tạp gia phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương đến mời Vương Phi 3 ngày sau vào cung thưởng hoa. Tiểu nha đầu, đưa ta đi gặp Lăng Vương Phi đi. Dạ. Sớm đã nghe nói Lăng Vương Phi có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nay được gặp phải nói là tuyệt sắc thiên hương. Nghe nói Lăng Vương Phi trong người không khỏe, không biết bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa. Bổn Vương Phi chỉ bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi 2 ngày đã khỏe hơn nhiều. Là vương gia nhà ta chuyện bé xé ra to, làm chậm trễ người của Vĩnh Hòa Cung. Không biết công công đến là muốn tiên ý chỉ gì thay hoàng hậu nương nương. Bây giờ đang là lúc thời tiết đẹp, sắc xuân mơn mởn, mẫu đơn trong ngự hoa viên nở rộ. Hoàng hậu nương nương mời tất cả nữ quyến quân, quan viên từ nhị phẩm trở lên trong thành vào cung thưởng hoa, mong Lăng Vương Phi 3 ngày sau vào cung. Vừa vào cung đã thấy chuyện không hay. Nếu hoàng hậu đã có ý mời thì bổn vương phi nhất định phải đi. Chỉ là công công cũng thấy rồi đó, mặc dù tinh thần bổn vương phi khá là tốt, nhưng dù sao trong người vẫn đang mang bệnh.
Nếu vào cung nhiễm bệnh cho hoàng hậu nương nương thì là tội lớn rồi. Lan Vương Phi nói gì vậy? Ngài chẳng qua chỉ là nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi 2-3 ngày chắc là sẽ khỏi thôi. Nô tài nghe nói người vừa khỏi bệnh, ngược lại nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Bây giờ thời tiết ấm áp, ngự hoa viên màu sắc sặc sỡ. Nếu Vương Phi nhìn thấy cảnh bắt sắc bật, nếu Vương Phi nhìn thấy cảnh sắc bật này, biết đâu tâm trạng vui vẻ, bệnh khí trên người cũng theo đó tan biến. Công công quả nhiên là người ở Vĩnh Hòa Cung, thật biết cách nói chuyện. Vương Phi quá khen, nô tài chỉ có gì nói đó thôi. Hoàng hậu nương nương quanh năm ở trong Vĩnh Hòa Cung, dường như còn chưa từng gặp Lăng Vương Phi. Trước khi nô tài đến đây, nương nương còn rất mong đợi, đó là rất mong được gặp mặt Lăng Vương Phi xinh đẹp như hoa này. Đúng là chó ngoan thì cần được dạy dỗ cẩn thận. Nguyệt Nhi, về đó, ăn tối chưa? Xuân Hạnh hầm cháo rất ngon, ngài cũng đến thử đi. Nàng còn yếu, để ta đút cho nàng ăn. Nàng nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao? Triệu Lan, ngài đã làm gì có lỗi với ta sao? Nàng bổn vương, ngài thực sự đã làm ra chuyện có lỗi với ta. Được lắm, nói thật cho ta. Ngài đã giấu ta đi tìm tiểu tam tiểu tứ hay là đã làm chuyện gì hại đến ta? Nguyệt Nhi, lẽ nào trong lòng nàng ta là loại người đứng núi này trong núi nọ sao? Dù sao nam nhân các người cũng có chẳng có chỗ nào tốt, đúng không? Đúng, trên đời này ngoại trừ phụ thân và đại ca ta ra thì đám nam nhân còn lại đều là người xấu. Nguyệt Nhi, đừng bướng nữa, ngoan ngoãn ăn đi. Không ăn, ngài còn chưa nói với ta có phải ngài đã giấu ta ra ngoài tìm nữ nhân khác không? Nói, nữ nhân đó là ai? Trẻ hơn ta không? Đẹp hơn ta không? Có làm ngài vui vẻ hơn ta không? Nguyệt Nhi, trong lòng bốn vương vĩnh viễn chỉ có một mình nàng. Trong lòng bốn vương, Nguyệt Nhi là người trẻ nhất, xinh đẹp nhất, cũng có thể làm bốn vương vui vẻ nhất. Ngoài nàng ra, bốn vương không cần ai nữa hết. Thật sao? Những lời này ngài nói không phải gạt ta chứ? Ta thể tuyệt đối không hề lừa gạt nàng. Triệu Lăng, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngài. Nụ hôn này là phần thưởng cho ngài đó. Vĩnh Hòa Cung cho người tới mời ta đến dự hội thưởng hoa, ta đã đồng ý rồi. Hoàng hậu muốn nàng đến thưởng hoa, nàng đã đồng ý rồi sao? Ngài không thấy tên thái giám của Vĩnh Hòa Cung đó thôi, ta rõ ràng đã từ chối rồi mà hắn vẫn làm như không hiểu. Dáng vẻ đó rõ ràng là đang nói dù không muốn ta vẫn phải đi. Nếu đã như vậy, chẳng bằng đồng ý đi, đỡ làm nhục thanh danh của ta. Lại còn thanh danh nữa, nàng có biết hoàng hậu đó là người như thế nào mà không mà dám đi gặp bà ta? Nàng chán sống rồi đúng không? Thật hết cách với nàng. Người của Vĩnh Hòa cũng không dễ chọc đâu. Năm đó khi phụ hoàng còn là một hoàng tử, tư chất cũng rất bình thường. Nhưng hoàng hậu lại dựa vào sức mình đẩy phụ hoàng lên bảo tọa đế vương. Người mang thủ đoạn như thế, nàng có dám xem thường bà ấy không? Bảo sao năm nay hậu cung không ai có thể lay động bảo tọa của bà ta trong cung? Bảo sao bao năm nay hậu cung không ai có thể lay động bảo tọa của bà ta trong cung? Lẽ nào thật sự muốn ta phải rút lui sao? Ta còn chưa được gặp mặt một lần mà đã giơ tay đầu hàng cũng quá nhát gan rồi. Phu quân, chàng đồng ý để ta tham gia hội thưởng hoa có được không? Xin chàng đó, cậu xin chàng mà. Được, nếu nàng muốn vào cung thì bổn vương cũng không ngăn nàng. Hơn nữa, có một điều nàng bắt buộc phải hứa với bổn vương. Phu quân là tốt nhất, chàng nói đi, chuyện gì Nguyệt Nhi cũng hứa. Nàng phải hứa với bổn vương, đừng tùy tiện khiêu khích hoàng hậu. Cho dù bị bà ta khiêu khích thì nàng cũng không được tiếp chiêu. Ôi giời, thế này không phải là bắt mình chịu thua sao? Độc trên người Vương Phi rất khó giải hết. Để tránh lưu lại mầm bệnh, Vương Phi nhất định phải cẩn thận. Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Được, vậy thì tốt. Vương Phi có biết là 2 ngày nay Lăng Vương đã nhiều lần xông vào Tri Quy Lâm không? Triệu Lăng nó đến Tri Quy Lâm sao? Vậy chàng đã nhìn thấy trận pháp trong Tri Quy Lâm? Nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra trong đó có chứa càn khôn môn đạo. Mặc dù vương gia không thông minh cơ trí, nhưng mặt này vừa khéo lại là điểm mù của ngài ấy. Xem ra tiểu tử này cũng có lúc gặp khó khăn.
Triệu Lăng xong và Triệu Nguyên Lâm chắc là bị nghe thấy chuyện về ngôi mộ từ chỗ Xuân Hạnh nên muốn điều tra về ngài. Vương Phi dù sao cũng là mẫu thân của Triệu Lăng, nếu để ngài ấy biết chuyện của mộ của mẫu thân được đặt trong rừng trúc này, thì bất kể lạnh lùng đến mấy đều có thể bị tổn thương. Vô Trần đại sư, giới hạn của ta chính là người thân, chỉ cần người ta quan tâm một chịu một chút tổn thương thì ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tấm lòng của Lăng Vương Phi dành cho Lăng Vương, Bần Tăng hiểu rõ. Yên tâm, Tri Quy Lâm này ngoài ngài và Trác Lãng có khả năng bước vào, thì dẫn người khác muốn vào được sợ là không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần ngài ác quyết tâm muốn điều tra Tri Quy Lâm thì sớm muộn gì cũng có ngày nhìn thấy mộ của Dương Phi. Ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ta hiểu rõ. Không biết Võ Trần đại sư, không biết Vô Trần đại sư còn việc gì nữa không? Lăng Vương Phi từng nói với ta trong Tri Quy Lâm, chúng ta bây giờ đã xem như người trên cùng một thuyền. Không biết câu nói này Vương Phi còn tính không? Lăng Vương Phi từng nói với ta trong Tri Quy Lâm, chúng ta bây giờ đã xem như người trên cùng một thuyền. Không biết lời này của Vương Phi có còn tính không? Đương nhiên là còn tính. Nếu Vương Phi trọng tình trọng chữ tính thì ta thật không dám giấu. Không biết Vương Phi chuẩn bị điều tra từ đâu, ra tay từ đâu. Nếu đại sư biết chuyện năm đó thì sao không nói với ta? Năm đó, Nhị Nhi ở hậu cung được có một thời gian được sủng ái. Đám hậu phi trong cung hầu như đều có hiềm nghi. Nhưng trong số đó, hoàng hậu là kẻ đáng nghi nhất. Sao lại liên quan đến cả hoàng hậu? Phải rồi. Vô Trần nói Dương Phi từng rất được sủng ái, chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ ghen ghét. Trên đời này làm gì có nữ nhân nào có thể trơ mắt nhìn trượng phu mình sủng ái, tiểu thiếp mà chịu để yên. Nếu Dương Phi được sủng ái thì sao sau khi chết, Chiêu Hòa Đế không điều tra kỹ nguyên nhân cái chết của Dương Phi? Mà ta thấy thái độ của Chiêu Hòa Đế đối với Triệu Lăng cũng rất kỳ lạ. Rất nhiều người từng nói hồi nhỏ Triệu Lăng đã chịu không ít khổ cực, trong các vị hoàng tử cũng là người ít được sủng ái nhất. Nói nguyên nhân sở dĩ Triệu Lăng không được xem trọng là vì thân phận mẫu thân thấp kém. Nhưng bây giờ xem ra Dương Phi còn từng được hoàng đế đối xử thật lòng. Nếu Dương Phi từng được Chiêu Hòa Đế yêu thương thật lòng thì sao có thể không yêu thương đứa con của hai người được? Chiêu Hòa Đế có tổng cộng 9 người con, nhưng chỉ có 2 người thật sự được đưa ra chiến trường rèn luyện. Một người là trưởng hoàng tử Triệu Huy, người còn lại chính là Triệu Lăng. Người ngoài đều nói Chiêu Hòa Đế ném Triệu Lăng ra chiến trường cho thấy ngài không thích Triệu Lăng. Nhưng ta lại thấy trong chuyện này còn có thâm ý khác. Có thể ngay từ đầu không phải Chiêu Hòa Đế không thích Triệu Lăng, mà là đang dùng sự lạnh nhạt để rèn luyện đứa con mình yêu thương nhất. Mục đích là để hắn ngày một lớn mạnh, để hắn mau chóng trưởng thành trong điều kiện khó khăn. Chờ đến ngày đủ lông đủ cánh, Khải Hoàng trở về. Trong hoàng cung của kinh thành thật sự che giấu quá nhiều bí mật. Mỗi người đều đeo trên người vô số mặt nạ. Mỗi người đều đóng những vai trò khác nhau, không ngừng thay đổi giữa tà ác, lương thiện và thần bí. Rõ ràng Dương Nghị ngây thơ trong sáng không phù hợp ở trong hoàng thành xinh đẹp tinh xảo mà như ổ lan xối. Chính vì nguyên nhân này, sau khi Dương Nghị chết, Vô Trần mới liều mạng đưa nàng ra khỏi hoàng lăng, để nàng được yên tĩnh nghỉ ngơi ở rừng núi xanh thẳm. Sau khi chết, Dương Phi tìm được một chốn thanh bình, không có tranh đấu, không có mưu hại. Hoàng hậu Khương Thị rõ ràng có liên quan trực tiếp đến cái chết của Dương Phi. Đối với lần đầu tiên giáp mặt Khương Thị, dường như ta lại có thêm mấy phần mong đợi. Cùng lúc đó, từ khi đến Hương Am Đường, tính cách Lý Phúc Thanh này càng cổ quái. Nhiều khi ngồi một mình không ngừng lẩm bẩm tên của nữ nhân Thanh Châu. Mỗi lần đọc ánh mắt cô ta lại càng thêm dữ tợn, dáng vẻ hung ác, vặn vẹo đó khiến người ta nghi ngờ nếu lúc này nữ nhân Thanh Châu đó ở ngay trước mặt cô ta, thì liệu cô ta có hóa thành đan sói, xé xét nữ nhân Thanh Châu ra thành trăm mảnh không? Tiểu thư! Sao? Hoàng hậu nương nương sai người đến nói gì? Nếu không phải vì đã hứa với người đó lợi dụng ngươi lôi kéo hoàng hậu thì ta đã sớm tìm đường khác rồi. Nhưng bây giờ ta vẫn phải kiên nhẫn hầu hạ dẫn dụ cô ta, để hoàn thành giấc mộng vinh hoa phú quý của ta. Tiểu thư, hoàng hậu nương nương sai ta đến mời tiểu thư tiến cung thưởng hoa. Tiến cung? Thật sao? Ta có thể tiến cung thật sao? Nhưng hoàng thượng đã nói chưa tròn một năm thì ta không thể rời khỏi đây, phải ngày đêm dâng hương cầu phúc cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Tiểu thư cứ việc yên tâm, phía hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sẽ nói giúp cho. Còn nữa, hoàng hậu nương nương cũng đã mời nữ nhân Thanh Châu kia. Tiện nhân chết tiệt đó, cầu dưỡng tam ca còn không nói, lại còn khiến hoàng thượng tước bỏ phong hiệu của ta. Mối thù này Lý Phúc Thanh ta không báo thì không làm ngươi.
Ý người đó là phải để Lý Vũ Thanh và Hoàng hậu đối đầu với Sở Băng Nguyệt. Tốt nhất là khiến cả ba nữ nhân này không một ai thắng. Tiểu thư yên tâm, lần này Hoàng hậu nương nương bày ra yến tiệc thưởng hoa chính là để trút giận thay tiểu thư. Đến lúc đó mặc kệ cô ta có là vương phi của ai, đứng trước mặt Hoàng hậu nương nương thì vẫn phải cúi đầu chịu phạt. Cốt tâm, ta bị tiện nhân đó đẩy đến bước đường này, vẫn may là có người không rời bỏ ta. Để khi ta trở mình rồi nhất định sẽ không quên chỗ tốt cho ngươi. Đa tạ tiểu thư. Tiểu thư ngồi xuống để nô tỳ đấm bóp cho người thư giãn. Lăng Vương phủ. Cuối cùng cũng về rồi. Đúng đó tiểu thư, nô tỳ cũng nhớ nhà rồi. Ngày mai chính là hội thưởng hoa, nếu đã không còn đường trốn. Xuân Hạnh, đi lấy chính phục đẹp nhất của ta, ra sông hương, chuẩn bị sẵn sàng. Dạ thưa Vương Phi. Ngày hôm sau, Vương Phi đến rồi. Hôm nay Vương Phi đẹp quá đi, đúng đó đúng đó. Sao hôm nay nàng lại ăn mặc thế này? Phu quân thấy Nguyệt Nhi hôm nay có đẹp không? Có thể không đẹp được sao, thật muốn bế lên giường. Rốt cuộc là nàng muốn làm gì, nói ta nghe xem nào. Triệu Lăng, ngài là một nam nhân, ngài cho rằng tâm tư của nữ nhân trên thế gian này đều rất khó lường. Như ta, thân là nữ nhân thì khác, nữ nhân hiểu nữ nhân rất rõ. Thế nên ý của hoàng hậu không lẽ ta lại không biết sao? Bà ta bày ra cái bẫy đợi ta, nếu ta không chuẩn bị gì thì chẳng phải sẽ bị người ta xem thường sao? Bất kể bà ta có cao quý cỡ nào, ở hậu cung hôn mưa gọi gió thế nào, thì có một điều bà ta không bao giờ sửa được. Đó là, bà ta có một nữ nhân có tuổi. Bà ta là một nữ nhân có tuổi. Mà nữ nhân có tuổi sợ nhất là gì? Không chỉ là việc trượng phu không còn yêu thương mình, mà càng để ý đến việc bên cạnh có nữ tử xinh đẹp trẻ trung công kích mình. Bà ta muốn gây phiền phức cho ta. Được thôi, vậy thì ta sẽ cho bà ta gặp rắc rối trước. Nguyệt Nhi thông minh xinh đẹp như thế này, ta nhất định phải cố gắng hết sức bảo vệ nàng ấy một đời bình an. Tuyệt đối sẽ không để thảm kịch năm đó lại xảy ra với Nguyệt Nhi. Phu quân! Nguyệt Nhi, sau này nàng đừng trang điểm xinh đẹp thế này nữa có được không? Sao thế? Ngài không thích ta thế này sao? Ta thích, thích gật chết. Nhưng bổn vương lại cảm thấy ghen tị hơn với những người nhìn thấy mỹ mạo của nàng. Xuân Hạnh, ngươi cũng lên xe ngựa ngồi chung với ta đi. Dạ. Tiểu yêu tinh này đúng là ngày càng biết giày vò người khác. Trong cung chuẩn bị thế nào rồi? Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã báo với Tiêu thống lĩnh. Người của chúng ta sẽ luôn chú ý đến Vương Phi, bảo vệ ngài an toàn. Đã điều tra ra hội thưởng hoa lần này hoàng hậu mời những ai chưa? Thuộc hạ đã điều tra rõ, cơ bản đều là các nữ quyến và cáo mệnh phu nhân của các quan viên nhị phẩm trong triều. Phải rồi, còn có một người. Ai? Nữ nhi của Trấn Quốc Công, Lý Phúc Thanh. Không phải cô ta đang tĩnh tu trong hương am đường ngoài thành sao? Nghe nói hoàng hậu nương nương đã đến trước mặt hoàng thượng xin giúp. Như vậy mới có được khẩu dụ cho phép Lý Phúc Thanh quay về tham gia yến hội. Lần này Vương Phi tiến cung nhất định sẽ chạm mặt cô ta. Có hoàng hậu chống lưng, Vương Phi rất có thể sẽ chịu thiệt. Quả nhiên hôm đó ta nên mặc kệ cô ta trả giá cho sự ngu ngốc của mình mà không nên mềm lòng. Thuộc hạ không hiểu, bây giờ cô ta đã là ni cô trong âm rồi, sao vẫn chưa chịu chết tâm? Chết tâm? Nếu cô ta thực sự hiểu hai từ này thì bản thân đã không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Vân Tiêu, ngươi đi điều tra một chút. Điều tra gần đây Lý Phúc Thanh đang làm gì ạ? Không chỉ có vậy, cách mượn dao giết người, lợi dụng hoàng hậu đối phó với Nguyệt Nhi không phải là người ngốc như Lý Phúc Thanh có thể nghĩ ra được. Người đi điều tra kỹ xem gần đây cô ta ở trong am đã tiếp xúc với những ai. Không chỉ có cô ta mà ngay cả bên nha hoàn bên cạnh cũng phải điều tra rõ ràng. Dạ, vương gia. Bi kịch 5 năm trước tuyệt đối đừng tái diễn. Thiên Lao. Lạc Châu. Lạc Châu. Lạc Châu. Lạc Châu. Không. Lạc Châu. Đời này kiếp này, ta sẽ không để người mình quan tâm bị bức hại nữa. Trước đây trẻ tuổi vô tri đã không bảo vệ được Lạc Dao. Bây giờ
cho dù có phải đánh đổi tất cả, ta cũng phải bảo vệ Nguyệt Nhi. Tiểu thư đang nhìn gì thế? Chúng ta bỏ quên thứ gì sao? Ta cứ cảm thấy Triệu Lăng đang nhìn ta. Tiểu thư, nô tỳ thấy bây giờ ngày ngày càng không thể rời xa vương gia được. Mới đi chưa được bao lâu mà đã bắt đầu nhớ ngày ấy rồi. Ha ha, ta chịu ngươi quá rồi phải không? Cẩn thận một ngày nào đó chọc tiểu thư nhận ngươi công vui thì ta sẽ chỉ hôn, gả ngươi đi. Để nam nhân nhận ngươi quản sáu ngươi. Tiểu thư, có phải nô tỳ đã làm gì sai khiến tiểu thư không vui cho nên ngài mới đuổi Xuân Hạnh đi hay không? Không không, những lời ban nãy ta chỉ đùa với ngươi thôi. Thật à? Đương nhiên rồi, ta còn không nỡ tặng tiểu Xuân Hạnh của ta cho người khác nữa kìa. Nô tỳ muốn cả đời ở bên tiểu thư, không đi đâu hết, cũng không gả đi luôn. Năm đó lúc nô tỳ theo tiểu thư rồi khỏi Thanh Châu đã hứa với thế tử gia, đời này sẽ hầu hạ bên cạnh tiểu thư, thay hầu gia và thế tử chăm sóc ngài. Xuân Hạnh, người nhà ở Thanh Châu thật sự yêu Sở Băng Nguyệt. Nếu ta đã thay thân phận của cô ấy, thì ta cũng có trách nhiệm thay Sở Băng Nguyệt bảo vệ tốt người thân của cô ấy. Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tỉnh Bắc Hầu Phủ, bảo vệ đại ca Sở Hách, bảo vệ tốt bản thân. Không ngờ lại có nhiều người thế này. Xem ra hoàng hậu tổ chức hội ngắm hoa đã tốn công ít công sức. Tiểu thư, chúng ta đi mau, tuyệt đối đừng đến muộn. Đến muộn? Yên tâm, như người nói, hoàng hậu nương nương đã tốn rất nhiều công sức cho buổi yến hội lần này. Thì sao có thể chưa đợi ta đến đã bắt đầu được? Tiểu thư, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận? Nếu cẩn thận mà có tác dụng thì lần trước mình đã không trúng thuốc bê ở đây rồi. Khi có những người dùng đủ mọi cách đối đầu với mình thì trốn tránh không phải là một cách hay, bởi vì bọn chúng sẽ không tiếc mọi giá đặt đủ cạm bẫy đợi mình gặp xui. Cho nên muốn tránh khỏi mưu kế của đám tiểu nhân, cách duy nhất là tự cứu lấy mình, nắm chặt điểm yếu của chúng, một đòn hạ gục. Với người ngoài thì việc hôm nay ta đến đây là bị động bất đắc dĩ, nhưng bọn họ không biết trong tay ta nắm được nhược điểm của hoàng hậu đây. Hôm nay ai thua ai thắng, ai chèn ép bắt nạt ai đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Lần này tuyệt đó không thể lại để làm liên lụy đến tiểu thư. Nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán, đi đến đâu cũng có thể gặp được cô ta. Đừng tưởng chỉ có chúng ta ghét cô ta, so với ta Châu Yên Nhi còn muốn bóp chết cô ta hơn. Nhưng ngươi xem trên mặt cô ta có lộ ra vẻ không thích ta không? Đây chính là điểm lợi hại của cô ta. Nữ nhân nham hiểm này sao có thể nở ra nụ cười ngọt ngào đến thế được? Nương nương, nhà đầu đó cười như vậy chẳng lẽ là muốn giở trò gì với chúng ta hay sao? Đừng hoảng, cứ xem bọn chúng muốn giở trò gì đã. Nguyệt Nhi tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Muội muội cách ký với tỷ tỷ vậy làm gì? Thời gian qua trong lòng tỷ tỷ thật không dễ chịu. Nếu sớm biết muội muội ở trong cung gặp phải chuyện đó thì cho dù không đón sinh thần, tỷ tỷ cũng sẽ không để muội chịu nhục như thế. Tiểu thư lạnh Lăng Nguyên phi, nếu chị người ở trong cung suýt bị làm nhục truyền ra ngoài thì sợ là danh tiếng sẽ bị hủy hoại mất. Quý phi nương nương nói vậy là ý gì? Sao bổn vương phi nghe không hiểu? Bổn cung nghe nói vào sinh thần của bổn cung thần muội suýt bị kẻ khác làm nhục, lẽ nào chị này là xã? Ai nói thế, dám dùng lời lẽ độc địa này để lăng mạ bổn vương phi? Quý phi nương nương nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Bổn vương phi phải hỏi trực tiếp kẻ đó, rốt cuộc là ta đã làm gì sai mà để cho hắn phải thiêu dệt lời đồn bôi nhọ bổn vương phi? Quý phi nương nương không cần phải che giấu cho kẻ độc ác đó, bổn vương phi nhất định phải biết là ai ở phía sau bôi nhọ thanh danh của ta. Ta nhất định phải nói chuyện này với vương gia nhà ta để vương gia làm chủ cho ta. Muội muội cần gì phải giận như thế? Nếu hôm đó không có sao thì cứ xem như đám hạ nhân đó nói bừa đi. Chuyện nhỏ thế này cần gì phải động đến lăng vương? Quý phi nương nương thật là nhân hậu, nhưng mà gặp kẻ đó có lòng tham hiểm độc ác như vậy, làm sao ta có thể nuốt nổi cục tức trong lòng đây? Muội muội ở hoàng sa nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nếu muội tin tỷ tỷ thì cứ giao việc này cho tỷ xử lý, tỷ tỷ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này cho muội muội. Muội muội nên trách hiềm muội muội nên tránh hiềm khích thì hơn. Vậy bổn vương phi phải làm phiền nương nương rồi. Tỷ tỷ nhất tất nhiên phải cùng muội muội phân ưu rồi.
Ha ha, thực sự là phân ưu sao? Muội muội nói vậy là có ý gì? Sao muội muội không nói gì? Vì bổn vương phi đang nhìn quý phi nương nương. Nhìn bổn cung làm gì? Gương mặt của bổn cung chỉ có thể xem là bình thường nếu so sánh với dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của muội muội. Lời này của quý phi nương nương đương nhiên là đúng. Tiện nhân này mặt dày ghê. Không phải quý phi nương nương tò mò bổn vương phi nhìn tỷ làm gì sao? Bây giờ bổn vương phi nói cho tỷ biết. Từ nhỏ bổn vương phi đã biết đến câu tâm sinh tướng. Trước đây ta còn thấu, thấy câu này có lý. Nhưng sau khi gặp được quý phi nương nương thì suy nghĩ của ta về câu nói này đã thay đổi. Vì bổn vương phi thật sự tò mò, nữ nhân lòng dạ độc ác như quý phi nương nương. Sao lại có gương mặt xinh đẹp dường này? Ngươi! Lăng vương phi nói vậy là có ý gì? Nếu vương phi không cho nương nương nhà ta một câu trả lời thỏa đáng, thì nô tỳ sẽ kể hết chuyện này cho hoàng thượng. Để hoàng thượng ra mặt làm chủ cho nương nương nhà ta. Không tồi, diễn xuất bậc này, Oscar nợ hai người một giải thưởng. Ý của tiểu thư nhà ta, đến nào quý phi nương nương và mộng nga cô nương còn không hiểu sao? Được, nếu các người muốn giả ngốc thì để ta nói cho các người. Chuyện ở hạm đảm viện, các người cũng có thể tiếp tục giả ngốc nữa hay sao? Hóa ra ta bị nha đầu thối này chơi rồi. Kể từ bây giờ cô ta sẽ biết chuyện, hôm đó cô ta suýt bị làm nhục là do ta gây ra. Khoảng thời gian qua cô ta vẫn luôn giấu kín chuyện này, thậm chí ban nãy cô ta còn đóng kịch trước mặt ta. Sở Tinh Nguyệt, bổn cung quá đã xem thường ngươi. Quý phi nương nương nói sai rồi. Trước giờ tỷ chưa từng xem thường bổn vương phi, chỉ là tỷ đề cao, bản thân quá mà thôi. Rõ ràng là một kẻ ngốc nhưng lại cho rằng người khắp thiên hạ cũng ngốc như mình, không biết bản thân đã trở thành trò hề trong mắt mọi người. Trong mắt mọi người, lẽ nào Triệu Lăng cũng biết? Là tiện nhân này đã nói với ngài ấy. Tiện nhân này? Quý phi nương nương, lúc này trong lòng tỷ chắc đang nghĩ đến vương gia nhà ta. Người nói bậy gì thế? Ồ, vậy cứ xem như bổn vương phi đang nói bậy đi. Thật ra có lúc bổn vương phi rất đồng tình với quý phi nương nương. Nương nương còn đáng thương hơn. Lý Phúc Thanh bị phạt đến hương am đường nhiều. Ngươi! Ít ra thì so với quý phi nương nương, Lý Phúc Thanh vẫn dám theo đuổi người đàn ông mình thích. Cô ta dám lớn tiếng công bố với cả thế giới người nam nhân mà mình yêu. Còn quý phi nương nương thì sao? Ngài dám không? Sợ là chỉ khi màn đêm u tối lạnh lẽo buông xuống, người mới dám thì thầm tên của ngài ấy, say mê hình bóng ngài ấy. Lời của Sở Tinh Nguyệt như là đanh thép, cắm sâu vào trái tim Châu Yên Nhi, nói trúng điểm đau lòng nhất, thầm kín nhất của cô ta trong suốt nhiều năm qua. Lăng vương phi, không biết lăng mạ quý phi sẽ có hậu quả gì sao? Vậy dám hỏi quý phi nương nương, theo như lề luật đại ngụy, thì tội của người sẽ có hậu quả gì? Lăng vương phi, người có bằng chứng gì buộc tội bốn cung? Nếu vương phi thật sự có bằng chứng buộc tội, quý phi nương nương nghĩ mình vẫn còn có thể ở trong cung điện này sao? Chào quý phi, đừng nghĩ bổn vương phi ta dễ bắt nạt. Cũng đừng thách thức giới hạn của ta chỉ vì thấy ta hiền lành. Bổn vương phi biết ngài cũng không phải hạng người gì tốt lành. Người còn dám công kích bổn vương phi, chuyện này người nên nhớ cho rõ. Bây giờ ta còn nhẹ tay với người nên cảm thấy biết ơn mà đừng kiếm cớ gây sự với ta. Thay vì bổn nhào đến ta như một tên khung não tạo ra mấy mạng kịch rác rưởi này, người phải biết ta đã thay đổi rồi. Cũng không phải là kẻ yếu đuối của lúc trước, càng không phải là Lạc Dao bị hại chết bởi người. Lạc Dao? Nương nương, Lạc Dao? Châu Yên Nhiên, người thật hãm hại, người thật thảm hại. Giết chết người bạn tốt của mình bằng mọi cách, trở thành một con dao đồ tể của kẻ khác trong hoàng cung, giết chóc những sinh mạng vô tội. Cuối cùng thì sao? Người vẫn không có gì cả, trái lại càng bị mọi người ghẻ lạnh. Người có biết đây là gì không? Là quả báo. Đời này cho dù người có làm hết tất cả những gì có thể, cũng không bao giờ có được tình yêu của Triệu Lăng. 5 năm trước. Lạc Dao, ta mang cơm đến cho cô đây. Đều là những món cô thích đó. Ha ha. Yên Nhiên, tại sao ngươi không nói với ta là ngươi cũng thích hắn? Yên Nhiên, cô thích Tam Lan, ta không trách cô. Cô cùng với người khác hãm hại ta, nhằm có được Tam Lan ta cũng không trách cô. Mà ngược lại ta cảm thấy thương hại cô. Thương hại vì kiếp này cô sẽ không thể có được trái tim của người mình yêu. Thương hại vì kiếp này cô đã không thể sống thật với lòng mình. Yên Nhiên, cô biết không,
bây giờ ta không thấy sợ chút nào. Bởi vì ta biết cho dù giờ ta có chết, trong tim của Tam Lan ta sẽ luôn vĩnh viễn tồn tại. Cậu cô cũng đừng lo, trong lòng chàng cũng sẽ có cô. Chỉ là chàng sẽ chỉ nhớ đến cô như một con chuột bẩn thỉu trong cống nước. Mỗi lần nghĩ đến cô, chàng sẽ luôn cảm thấy kinh tởm. Yên nhiên, chuyện đáng buồn nhất của một nữ nhân không phải là mất đi người mình yêu, mà là bị chính người đó ghét bỏ. Những lời nói đó cứ như những lời quyền, gần như phản ánh cả cuộc đời của Châu Yên Nhiên. Cô ta không thể nào có được hắn, muốn gặp cũng vô cùng khó khăn. Nhiều lần suy nghĩ nếu như người đã khuất nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, có phải là sẽ cười nhạo cô, có phải là sẽ cảm thấy rất thỏa mãn không? Bởi vì ngay lúc này cô ta sống không ổn chút nào. Bí mật về chuyện đó ngoài mình ra chỉ có Khương Hoàng Hậu biết. Khương thị rất sợ Triệu Lăng, bà ta tất nhiên sẽ không dám nói cho chàng sự thật. Nhưng nếu không phải là do Khương thị nói ra thì làm sao Sở Tinh Nguyệt biết? Có khi nào cô ta muốn dùng những lời này để lừa gạt mình? Nếu như có thể, mình thật sự rất muốn lấy một con dao sắc bén đến dạy cho kẻ xảo quyệt trước mặt này một bài học. Lăng Vương Phi, bổn cung tôn trọng cô đến từ Lăng Vương Phủ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để cho cô tự do gài bẫy ta như thế. Cái gì mà quả báo rồi giết người, những lời này ta đều không hiểu. Nếu cô dám ăn nói vớ vẩn, coi chừng ta sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Ban nãy mình nói những lời đó không phải là để ép Châu Yên Nhi nhận tội, mà là để xem phản ứng của cô ta, xem ra đã có kết quả rồi. Cái chết của Lạc Giao 5 năm trước là một âm mưu cố sắp đặt, liên quan đến Khương Hoàng Hậu, Châu Yên Nhiên, Lý Phúc Thanh. Ba nữ nhân này lợi dụng lẫn nhau, sắp đặt lên một cái bẫy cẩn thận dẫn dụ giết chết Lạc Giao vô tội. Đến cuối cùng, tất cả đều là vì nam nhân đó. Nếu Triệu Lăng biết Lạc Giao đã bị giết như thế này, chàng sẽ cảm thấy thế nào? Dù sao thì đó cũng là nữ nhân chàng từng yêu thương. Châu Quý Phi, đừng căng thẳng như vậy, chỉ cần ngài không động đến ta, ta cũng sẽ không động đến ngài. Còn về chuyện xảy ra 5 năm về trước, ta khuyên ngài một câu, muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Xuân Hạnh, chúng ta đi thưởng hoa thôi. Vâng, Vương Phi. Ả tiện nhân này. Nương nương, nô tỳ có thể tìm người trong hoàng cung để xử lý Lăng Vương Phi. Ngu ngốc, ngươi không nghĩ mình đã gây đủ phiền phức cho ta rồi sao? Vương, nương nương tha tội. Chuyện lần trước, dạy cho chúng ta bài học gì ngươi đã quên rồi sao? Đồ ngu ngốc nhà ngươi, không nghĩ là được thứ gì tốt lành, sẽ lại gây rắc rối cho ta mà thôi. Con nô tỳ bên cạnh á điếm đó mới chỉ nói vậy con mà ngươi đã sợ phát khiếp rồi. Ngày hôm đó nếu như ngươi nhanh chóng giải quyết cô ta, thì hôm nay ta có còn phải chịu sự sỉ nhục này nữa không? Xin nương nương bình tĩnh, đừng bị mấy ả tiện nhân đó mà làm tổn hại sức khỏe của người. Lần này Lăng Vương Phi được mời đến cung điện, chúng ta cứ đợi xem hoàng hậu muốn làm gì cô ta đi. Thế này vẫn không đủ, chúng ta phải tìm ra điểm yếu của cô ta và làm một lần dứt điểm. Có điều điểm yếu của Sở Băng Nguyệt rốt cuộc là nằm ở đâu? Ai mới là điểm yếu của cô ta? Tiểu thư bây giờ thiệt là lợi hại, nhìn mặt cô ta sợ đến trắng bệch ra, thật là sảng khoái quá. Sau chuyện ngày hôm nay, mối quan hệ giữa chúng ta và Châu Yên Nhiên đã thực sự bị hủy hại rồi. Sau này bất cứ nước bước nào cũng phải thật cẩn trọng. Nếu lỡ như để rơi vào tay cô ta thì coi như chúng ta thảm rồi. Tiểu thư người yên tâm, nô tỳ sẽ trông chừng người của Tước Phi cung thật cẩn thận. Ngày hôm đó có phải là Mộng Nga đã đưa người đến hạm đảm viện không? Đúng vậy, hạm đảm viện là nơi ẩm đạm nhất trong cung. Nô tỳ nghe nói trước kia từng có một vụ dịch bệnh làm rất nhiều người bỏ mạng, nên cuối cùng hoàng thượng đã ra lệnh thiêu cháy cả hạm đảm viện, kết thúc dịch bệnh. Lúc tỉnh dậy trong hạm đảm viện, nô tỳ nhìn thấy một con chuột cực to làm nô tỳ sợ gần chết. Nô tỳ cụ tử sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa, thì được Tiêu tướng quân cứu. Đừng lo, mặc dù chúng ta không làm gì được Châu Yên Nhiên, nhưng chúng ta có thể dạy nô tỳ bên cạnh áo một bài học. Không được đâu tiểu thư, em nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, đừng vì em mà chọc đến người của Tước Phi cung nữa. Nhưng ngươi nghĩ tiểu thư nhà ngươi vô dụng vậy sao, đến mức thay ngươi trút giận cũng không làm được. Không phải ý đó. Được rồi, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng mà Xuân Hạnh, ta cũng muốn cho ngươi biết rằng ta không phải loại vô dụng đến mức thấy mình bị bắt nạt mà không thèm chống trả. Mộng Nga chính là ả nhà đầu ác độc làm ra đủ mọi chuyện xấu. Giữ cô ta bên cạnh Châu Yên Nhiên cũng sẽ có hại cho chúng ta. Châu Yên Nhiên rất xem trọng cô ta, giết chết cô ta cũng tức là chặt đi một cánh tay đắc lực của Châu Yên Nhiên. Vừa có thể giúp ngươi trút giận, vừa có thể làm mất đi một tay chân của Châu Yên Nhiên. Nghe hay mà đúng không? Có ngu mới không làm. Nếu đã vậy, người định xử lý cô ta thế nào?
Chào quý phi không phải là hạng người đơn giản. Nếu chúng ta gấp gáp chọc tức cô ta, lỡ như cô ta chạy đến chỗ hoàng thượng mách tội chúng ta, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Ai nói ta sẽ tự tay làm chuyện đó? Người đã quên lần trước vì sao ta phải khổ sở đến vậy rồi sao? Không chỉ bởi vì Châu Yên Nhiên mà còn có một kẻ góp mặt khác. Tiểu thư đang nói đến Hằng Vương. Không sai, chính là hắn. Lần trước hắn suýt thì bắt được ta. Ta nghe nói Triệu Lăng đã dạy cho hắn một bài học. Mặc dù bây giờ có thể Triệu Lăng đã bỏ qua, nhưng ta vẫn còn tức hắn. Đúng là tên khốn bẩn thỉu kinh tởm. Hắn đã muốn xâm phạm ta. Xuân Hạnh, một lát cho người đến Hằng Phủ nói với tên Triệu Hằng đáng kinh tởm đó. Nếu không muốn chết thì phải lập tức đến phi vũ vị nhanh nhất có thể. Vâng. Hằng Vương sẽ phải chịu khổ một phen rồi đây. Hoàng cung này là nơi hoàng gia sinh sống, sao có thể xuất hiện dịch bệnh? Nô tỳ cũng không chắc, nô tỳ chỉ nghe được tin này từ một người hầu lớn tuổi trong cung điện kể lại mà thôi. Nếu như Chiêu Hòa Đế đã cho đốt cháy hàm đảm việc điện để tiêu diệt dịch bệnh, thì sao bây giờ lại xuất hiện chuột lớn như vậy? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nhớ là đã nhìn thấy Tiêu Tướng Quân kia vừa tỉnh dậy mà thôi. Và Tiêu Tướng Quân cũng có nói nô tỳ không được kể cho ai về thứ nô tỳ đã nhìn thấy, cho nên nô tỳ chưa từng kể cho bất cứ ai ngoài tiểu thư người. Tiêu Tướng Quân làm theo lệnh của Triệu Lăng. Chuyện Tiêu Tướng Quân ra lệnh cho Xuân Hạnh cũng chính là mệnh lệnh từ Triệu Lăng. Nhưng mà tại sao ngài ấy lại muốn che giấu chuyện của chuột lớn ở hàm đám viện? Đến muộn mất rồi. Hoàng hậu Đại Ngụy, Khương Hoàng hậu. Trời đất ơi, cái người phụ nữ trung niên này mà là Hoàng hậu Đại Ngụy sao? Nhìn bên ngoài mà đoán, mình có cảm giác như bà ta còn già hơn cả tiên đế. Từng nghe nói, trước khi thành thân, Khương Thị trong thành cũng được coi là có danh tiếng. Thật khó tin rằng người từng là một mỹ nữ, một thời lại để dấu tích của năm tháng hằng lên gương mặt rõ ràng đến vậy. Nguyệt Nhi tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Nguyệt Nhi gặp một vài việc nhỏ trên đường đến đây, làm chậm trễ thời gian thưởng hoa, mong hoàng hậu nương nương thứ tội. Là cô ta. Mẫu hậu. Huyền Nhi, trong thư con viết rằng con muốn thành thân với nữ nhi của Sở Nghị. Mong mẫu hậu thành toàn. Ta có nghe nói về nữ nhi của Sở Nghị, cô ta không đủ tốt để lưu lại bên cạnh con. Tô gia rất có tiếng tăm, nữ nhi Tô gia vừa dịu dàng vừa hiền thục, nổi tiếng là có tài đức. Ta sẽ phán quyết hôn sự này cho con. Mẫu hậu. Tạ mẫu hậu. Con đường tiến đến ngôi vua vô cùng chông gai, con cần số lượng người chống lưng lớn nhất có thể. Con không chỉ cưới thê tử mà là cả gia thế quyền lực phía sau. Vâng. Tuy nhiên vào ngày thành thân. Mẫu hậu, hôm nay nhi thần sẽ nghe lời mẫu hậu thành thân với nữ nhi Tô gia. Mai này đợi đến lúc nhi thần lên thống trị thiên hạ, điều đầu tiên mà nhi thần làm sẽ tự thân đưa Tiểu Nguyệt về bên cạnh mình. Đến lúc đó mong mẫu hậu sẽ thành toàn. Ánh mắt của Huyền Nhi lúc đó ta sẽ không bao giờ quên. Ánh mắt đó chỉ hiện ra khi một nam nhân thực sự bị một nữ nhân thuần phục. Không biết vì sao ta cảm nhận được hình bóng của Dương Quý Phi nơi cô ta. Quả nhiên cũng chỉ là một con hồ ly chuyên dụ dỗ nam nhân. Đem rượu thưởng hoa ra cho mọi người cùng thưởng thức. Vâng, Hoàng hậu nương nương. Đã lượng trước khi vào cung sẽ không dễ dàng gì. Nhưng không ngờ rằng Khương Thị đã khinh người ra mặt ở chốn đông người thế này. Tiểu thư, ấy, là Nguyên Phi của chúng ta đến cả đứng một lúc cũng không chịu nổi, phải nhờ tới người hầu nữa kia à. Giọng nói này là... Lan Vương Phi hành xử như thế này có khác gì đang vô lễ với Hoàng hậu nương nương không? Tại sao Lý Phúc Thanh lại ở đây? Không phải lúc này cô ta nên ở Hương Am Đường sao? Đúng là mình đã xem thường sự vô sĩ của hai con người này rồi. Bọn họ thật sự bắt tay nhắm vào mình trước mặt người khác. Lan Vương Phi, Hoàng hậu nương... Vương Phi đặc biệt tổ chức tiệc ngắm hoa này cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều đến đúng giờ, chỉ trừ có ngươi. Sau đó còn dám có hành động vô lễ trước mặt hoàng hậu nương nương. Xem ra ngoại trừ hoàng thượng và lăng vương thì ngươi không thèm để bất cứ ai vào mắt hết nhỉ. Nếu ta nhớ không lầm thì giờ này ngươi đến trong Hương Am Đường cầu nguyện cho các chiến sĩ mới đúng. Sao lại xuất hiện ở đây?
Bổn cung hàng năm đều tổ chức yến tiệc và Phúc Thanh luôn có mặt để giúp bổn cung, cho nên lần này do bổn cung đã xin hoàng thượng cho phép Phúc Thanh quay về đây. Thế nào, Lăng Vương Phi không vừa ý sao? Hoàng hậu nương nương, Lăng Vương Phi thực sự muốn nhìn thấy ta vĩnh viễn trở thành một ni cô trong Hương Am Đường. Thậm chí sẽ còn thỏa mãn hơn khi thấy ta già đi và chết trong cô độc ở đó. Lý Phúc Thanh, có vẻ như đến cả Phật tượng Phật cũng không gột sạch được oán hận trong lòng ngươi. Khổ tâm của hoàng thượng đối với ngươi coi như uổng phí rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Sở Băng Nguyệt, không phải ngươi thích bạn về quy tắc lễ nghi lắm sao? Lúc nào ta chỉ mới nói vài lời công bằng cho nhiệm vụ của người Bắc Mông, ngươi đã dám xin hoàng thượng lấy thi tước vị quận chúa của ta. Hôm nay hoàng hậu nương nương có lòng mời chúng ta đến thưởng hoa, nhưng ngươi lại cố ý đến trễ như vậy, không phải là quá vô lễ rồi sao? Lý Phúc Thanh, chuyện đó ngươi còn chưa hiểu được rõ hay sao? Ngày hôm đó hoàng thượng giáng tước vị của ngươi, ngươi nghĩ thực sự chỉ là do lời nói của ta thôi sao? Ngươi là quận chúa của Đại Ngụy, cha của ngươi là trụ cột của Đại Ngụy, mặc dù Bắc Mông những năm gần đây có kẻ kết giao hảo với chúng ta, nhưng mưu đồ của chúng rất rõ ràng. Ngươi chân là người dân Đại Ngụy, vào những việc quan trọng với thể diện của hoàng thượng, thay vì nói về Đại Ngụy, ngươi lại nói giúp cho Bắc Mông. Lý Phúc Thanh, ngươi không biết rằng hoàng thượng đã nương tay với ngươi như thế nào sao? Nếu không phải vì phụ thân của ngươi thì ngươi đã bị gán cho tội danh thông đồng với kẻ thù rồi. Ta không có, ta không bao giờ thông đồng với kẻ thù. Sở Băng Nguyệt, ngươi dám phụ oan ta? Ngươi đương nhiên là không hề thông đồng với kẻ thù, ngươi thế này có muốn cũng không làm được. Nhưng như vậy không có nghĩa là tội ngươi đã gây ra sẽ được tha thứ. Hoàng thượng chỉ bắt ngươi cầu nguyện cho các binh lính là đã nhân từ với ngươi lắm rồi, vậy ngươi lại coi đó là thứ gì đó kinh khủng và đau khổ lắm. Lý Phúc Thanh, làm gì cũng phải có giới hạn. Ngươi chỉ là may mắn được sinh ra trong gia đình quyền quý, cho nên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ăn ngon mặc đẹp. Nhưng ngươi có nghĩ bản thân thực sự xứng với những thứ mình đang hưởng thụ hay không? Nếu như không có các binh sĩ chiến đấu với kẻ thù vì chúng ta, nếu không có công sức bảo vệ biên giới của họ, liệu ngươi còn cơ hội ngồi đây uống rượu thưởng hoa nữa hay không? Cho nên bổn vương phi mới nói cho ngươi nên cho nên bổn vương phi mới nói ngươi đã khiến cho hoàng thượng quá thất vọng, bởi vì con người ngươi vẫn còn như trước, không chút khoan dung, cũng không có chút thành tâm nào. Ngươi nói ta đến muộn là vì ta khinh thường hoàng hậu. Lý Phúc Thanh, cho dù ngươi có muốn lăng mạ ta, cũng không thể dùng đến phương pháp tồi tệ như vậy. Tất cả mọi người ở đây ai cũng có phiền muộn riêng của bản thân, nhưng họ không bao giờ dùng đến những cách thức thảm hại như ngươi để giải quyết chúng cả. Người trong thiên hạ đều biết, thiên tử đất nhân từ và hoàng hậu nương nương là con người cao thượng. Một con người như hoàng hậu nương nương lại có thể trách móc con dâu của mình chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như vậy được. Nếu như hoàng hậu nương nương trừng phạt ta thì chẳng khác gì nói với cả thiên hạ rằng tất cả mọi lời ca tụng đó đều là giả tạo. Ngươi nói ta đang vô lễ với hoàng hậu nương nương, nhưng theo ta thấy, ngươi mới chính là kẻ đang xúc phạm đến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương là chủ lục cung ngồi trên phượng vị, là hình mẫu cho nữ nhân thiên hạ noi theo. Ngươi thân là quý nữ của đại thần triều đình, vậy mà lại không kế thừa lòng tốt của hoàng hậu nương nương, lại còn muốn chia rẽ quan hệ hoàng thất. Lý Phúc Thành, ngươi đúng là ác độc mà. Ta không có ta. Lý Phúc Thanh không phải đối thủ của Sở Băng Nguyệt. Trận đấu này cô ta đã thua hoàn toàn rồi, mà cả bản thân ta cũng bị cuốn vào chuyện này. Sớm đã biết Lăng Vương Phi này không phải hạng tầm thường, nhưng hôm nay tự mình chứng kiến đúng là không tránh khỏi kinh ngạc. Loại nữ nhân này căn bản là huyền thoại. Hoàng hậu nhân từ thấy ngươi cầu nguyện ở Hương Am Đường cầu xin hoàng thượng cho phép ngươi vào cung dự yến tiệc, nhưng ngươi không thể hiện một chút lòng biết ơn nào mà còn dùng thủ đoạn đến vu khống ta trong yến tiệc. Ngươi nói xem, nếu chuyện hôm nay mà để cho hoàng thượng biết được thì liệu vận khí của ngươi có còn tốt được như vậy nữa hay không? Đến lúc đó chỉ sợ là đến cả quốc công cũng bị trách phạt vì đã không dạy dỗ tốt cho nữ nhi của mình. Cô ta mạnh quá, mình sợ quá. Tại sao mình lại chọc chúng cuộc ta cơ chứ? Trước là mình đã bị tước đi danh hiệu, đến cả phụ thân luôn yêu thương cũng thất vọng về mình. Nếu như để chuyện này ảnh hưởng đến phụ thân và cả trong quốc công phủ, đến lúc đó tội danh này mình có chết vạn lần cũng không đủ đền. Quận tiểu thư ngất xỉu rồi, người đâu? Tiểu thư, người mau dậy đi. Mau đưa nó đến Vĩnh Hòa Cung và mời thái y đến. Một lúc sau, chuyến đi vào cung lần này của mình không dễ dàng gì. Lý Phúc Thanh thì dễ ăn rồi, nhưng muốn chống lại hoàng hậu không phải chuyện đơn giản. Mình nên ở lại xem Khương thị còn có kế hoạch gì khác. Tất cả lui ra, ta có lời riêng muốn nói với Lăng Vương Phi. Vâng, hoàng hậu nương nương. Tiểu thư, Lăng Vương Phi, ta từng gặp qua ngươi, cũng từng cho người điều tra ngươi.
là Triệu Huyên. Những người bốn cung đều đi đều nói rằng nữ nhi của Sở Nghị rụt rè ngây thơ, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay tự mình chứng kiến đã thấy chắc là đám người hậu của ta đuôi mù mất rồi. Sao lại có thể nhìn nhầm một viên ngọc quý thành một tảng đá ven đường được? Đó là khi Nguyệt Nhi còn nhỏ, ở Thanh Châu, phụ thân đã bảo vệ Nguyệt Nhi rất tốt. Rất tốt. Ở tỉnh Bắc Hầu Phủ, ngoài đại ca và ta ra thì không còn đứa trẻ nào khác. Phụ thân chỉ có một người thê tử cũng chính là mẫu thân của ta. Cho nên bất kể môi trường trưởng thành của ta là xấu hay tốt, Nguyệt Nhi lớn lên cũng chỉ đối mặt với một vài vấn đề đơn giản. Cho đến khi ta thành thân và đến với Kinh Thành, nhìn thấy nơi này có bao nhiêu là cảnh đẹp. Chứng kiến phu quân vĩ đại, ta cuối cùng cũng biết được. Con người ngang cho hiền lành của quá khứ hay để lại trong quá khứ, sau này Nguyệt Nhi cần phải mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn để bảo vệ bản thân, bảo vệ phu quân và cả Lăng Vương phủ. Lăng Vương đúng là có phúc mới cưới được một phi tử tốt như vậy. Xem ra Lăng Vương Phi là người có đầu óc, nếu đã như vậy, bổn cung muốn hỏi xin Lăng Vương Phi một chuyện được chứ? Đứa trẻ này mất đi mẫu thân từ khi mới ra đời, bổn cung là người chứng kiến nó trưởng thành. Quốc công có rất nhiều tình nhân và luôn luôn bận rộn, không thể dành nhiều thời gian với nó. Cho nên không ai có thể dạy dỗ cho nó, dần dần trở thành con người như ngày hôm nay. Lăng Vương Phi đã bỏ qua một thanh nhi cho Thanh Nhi một lần rồi. Liệu có thể cho đứa trẻ đó thêm một cơ hội, bỏ qua cho hành vi ngày hôm nay của nó không? Xem ra Khương Thị thật sự rất yêu thương Lý Phúc Thanh. Nếu không cũng sẽ không mặc dày cầu xin mình những chuyện này. Có điều Lý Phúc Thanh, nữ nhân này thật sự chỉ mang đến cho mình toàn phiền phức. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức nhảy bổ ra gây thêm rắc rối cho mình. Làm sao mình có thể bỏ qua? Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu chính là cô ta đã không ngừng quấy rầy Nguyệt Nhi. Nương nương nhân từ thương hại cô ta mất mẹ không ai yêu thương. Nhưng có một câu nói như thế này. Cá không ăn muối cá ư. Nếu chúng ta thực sự muốn tốt cho Lý Phúc Thanh thì nên dạy cho cô ta lễ nghi phép tắc. Không phải cứ tha thứ hết lần này đến lần khác. Có điều xin hoàng hậu nương nương yên tâm. Nếu phụ hoàng có hỏi đến chuyện ngày hôm nay, Nguyệt Nhi cũng chỉ có nói ra sự thật mà thôi, không dám thêm thắt. Lăng Vương Phi đúng là tỏi ăn nói. Trước kia nếu ta biết ngươi sẽ có ngày thành ra như thế này, ta đã không thể cho Huyên Nhi ở bên cạnh ngươi rồi. Trước kia Triệu Huyên chia tay Sở Băng Nguyệt, thành thân với nữ nhi Tô Gia, không phải là sự lựa chọn của hắn mà là của hoàng hậu. Năm đó bổn cung cắt đứt mối quan hệ của hai người, nhi tử của bổn cung còn có một tương lai sáng lạn. Thê tử của nó sao có thể là thứ vô dụng kìm hãm bản thân nó xuống được. Nên biết trong hoàng thất cũng có các cấp bậc khác nhau. Một hoàng tử tài sở cũng đồng thời phải có quý nữ nhà quyền quý đi kèm. Chỉ có kẻ ăn hại mới đi với kẻ ăn hại mà thôi. Lăng Vương Phi thấy ta có nói đúng không? Dám nói mình ăn hại, vậy để ta cho bà biết bị người ăn hại cắn là thế nào nha. Bà ta ngồi ở vị trí cao cao tại thượng thế kia không biết có nhịn nổi không nhỉ? Hoàng hậu nương nương nếu đã nhắc lại chuyện xảy ra năm đó thì Nguyệt Nhi cũng có vài lời muốn nói với người. Điều đầu tiên là chân thành cảm ơn người. Năm đó ta còn trẻ con, ngây thơ tưởng đã gặp được hoàng tử của đời mình. Một thời gian sau mới nhận ra được sự thật. Nhờ ông trời công phụ Nguyệt Nhi đã đưa Lăng Vương đến bên Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi may mắn được gả vào Lăng Vương phủ. Vương gia nhà ta mặc dù nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thực chất vô cùng ấm áp. Được sống cùng người ấy, Nguyệt Nhi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là nam nhân thật sự. Lúc trước Nguyệt Nhi còn tưởng bản thân không hề hạnh phúc, bây giờ Nguyệt Nhi mới biết những chuyện này hoàn toàn là do có hoàng hậu nương nương giúp đỡ. Cho nên Nguyệt Nhi rất cảm tạ hoàng hậu nương nương, cảm ơn ý tốt của hoàng hậu nương nương, nhờ người mà Nguyệt Nhi mới được thành thân cùng vương gia. Quả là con nha đầu quỷ Nguyệt, thảo nào Thanh Nhi cứ mãi thua kém người. Sở Băng Nguyệt, trước mặt bổn cung ngươi cũng không cho bổn cung trước mặt mũi. Xem ra Thanh Nhi đã nói đúng, ngoại trừ Lăng Vương và hoàng thượng ra, ngươi không xem ai ra gì cả. Vậy xin hỏi nương nương, lời mời hôm nay Nguyệt Nhi nhận được, thật sự chỉ để mời đến ngắm hoa thôi sao? Không thì sao, ngươi đừng có mà đỏ trắng thay đi. Lăng Vương Phi vô lễ với bổn cung, phạt tát 10 cái. À, Khương Thị dám trực tiếp động đến mình. Năm đó hoàng hậu nương nương cũng đã dùng những thủ đoạn này để giết hại Lạc Dao có đúng không? Những lời này là ai nói cho ngươi biết? Có phải là Lăng Vương không?
Hoàng hậu nương nương, nếu người không biết thì sẽ không động vào được. Nha độc thối, đã đến nước này rồi mà vẫn còn cứng miệng, không sợ bốn vương sẽ phạt nặng ngươi hay sao? Đương nhiên là sợ, nhưng ta cũng biết hoàng hậu nương nương còn đang sợ hơn cả ta. Hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, muốn ra tay phạt ta dễ như trở bàn tay. Nhưng người cũng đừng quên, ta là nữ nhi của Sở Nghị, đồng thời là thê tử Lăng Vương gia. Năm đó chỉ vì một chút sơ suất mà ngài ấy đã để cho đám người độc ác các người hãm hại người mà ngài ấy yêu thương nhất. Người nghĩ ngài ấy vẫn sẽ để cho người có cơ hội làm hại ta nữa hay sao? Nếu ta đoán không sai, người làm tất cả những chuyện này đều là vì Huyên Vương đúng chứ? Người dùng Huyên Vương như một quân cờ tiến đến ngôi Thái Hậu, nên người cũng sẽ loại bỏ mọi vật chắn đường ngài ấy. Nhưng trên con đường đó có một vật cản rất khó có thể loại bỏ. Triệu Lăng không chỉ là vật cản số một của Huyên Vương và còn là vật cản của người. Vương gia nhà ta quyền lực thế nào có lẽ ta không nói, hoàng hậu nương nương cũng tự biết. Nếu như để ngài ấy biết được cả thê tử và người yêu lúc trước của mình đều bị tiễn xuống địa phủ bởi tay hoàng hậu, người nghĩ là một nam nhân ngã sẽ làm gì? Ta có thể khẳng định nếu ngày hôm nay ta chết trong cung điện này, sau này vương gia nhà ta nhất định sẽ làm chuyện tương tự nhưng làm với Triệu Huy. Đến lúc đó, đừng nói là con đường lên hoàng vị của Triệu Huy, sợ là đến cả tiền tài và địa vị của hắn cũng không còn nữa. Người đúng là không xem ai ra gì, dám nói những lời đó với bổn cung. Ôi da! Hoàng hậu nương nương nghĩ ta không xem ai ra gì thì đó là vì người vốn dĩ đã có ác ý với ta ngay từ đầu rồi. Hoàng hậu nương nương nhìn cho kỹ, ta là Sở Băng Nguyệt, không phải là Lạc Gia và người. Muốn đưa đẩy thế nào thì đưa. Vốn dĩ lúc đầu ta chỉ nghĩ người muốn dùng Lý Phúc Thanh để đối đầu với ta. Nhưng bây giờ xem đa nương nương người tức giận như vậy, đã còn lý do khác ngoài việc làm khó ta. Nương nương nổi giận là vì ta nhắc đến Năng Vương, có phải là vì người làm tất cả những chuyện này đều là vì ngài ấy hay không? Ai bảo tên khốn đó cứ liên tục ngồi trên cơ, Triệu Huyên cơ chứ. Lăng Vương Phi đúng là mồm miệng sắc bén, lời nào cũng nói ra được. Ta chỉ nói mà thôi, không sánh được với hoàng hậu nương nương. Không chỉ nói được mà còn làm được. Ngươi... lùi xuống. Vâng. Cái chết của Lạc Dao là ai đã nói cho ngươi biết? Tên khốn kia hắn vẫn chưa biết sự thật này đâu, đúng chứ? Nếu biết rồi thì sao có thể giữ bình tĩnh như vậy được? Nếu hắn biết, sợ là hắn sẽ lập tức xông đến gặp bổn cung đến đối chất rồi. Dám bảo vương gia nhà ta là tên khốn, mụ phù thủy vừa già vừa ác này. Đúng là càng tiếp xúc thì mình càng cảm thấy không ưa nổi bà ta. Không sai, vương gia nhà ta không hề hay biết. Nếu vương gia biết được chuyện xảy ra trước kia là do một tay người làm ra, thì Vĩnh Hoạt cung bây giờ không yên ắng thế này được đâu. Hình như ngươi rất có lòng tin với tên khốn đó. Mới ban nãy ngươi còn có gan đe dọa bốn cung, bây giờ còn dám lớn tiếng mạnh miệng. Đối đầu với nương nương chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, nếu là vương gia nhà ta đối đầu với Triệu Huyên thì sao? Nương nương nghĩ ai trong hai người đó có khả năng chiến thắng nhất? Vốn dĩ tưởng là ngày hôm nay có thể áp chế con nhà đầu này, xem như gửi lời cảnh cáo đến Lăng Vương. Ai mà ngờ cô ả lại biết được chuyện ta làm 5 năm về trước. Đây là thời điểm quan trọng có liên quan đến tương lai mai này của nó, không được phép có sơ sót. Xem ra hôm nay không thể ra tay với con nhà đầu này rồi. Từ khi đi làm Lăng Vương Phi, mình chẳng có ngày nào được yên ổn. Những nữ nhân Triệu Lăng đem về tặng mấy ả khó chơi. Bây giờ còn phải chống lại lão phù thủy này. Nhất định là kiếp trước mình mắc nợ gì bọn họ rồi. Hoàng hậu nương nương ban nãy người tát ta mọi người đều thấy. Con người ta không bao giờ để cho bản thân phải thua thiệt. Bởi vì ta đã bị tát không lý do, ta cũng cần phải có chút gì đó là đền bù. Xem kìa, đến rồi. Ngươi muốn gì? Ta muốn công bố sự thật về cái chết của Lạc Gia, để kẻ ác chịu trừng phạt thích đáng. Ha 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 ha, ngươi bị ngu à? Cái chết của Lạc Dao ta cũng có một phần liên quan. Ngươi bảo ta phải đi nói với cả thiên hạ này rằng ta đã giết chết một người vô tội sao? Đúng là ngươi cũng có lỗi trong cái chết của Lạc Dao. Nhưng mà ngươi đúng là như lời người khác nói. Đến tận lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn bảo vệ các kẻ ngu ngốc đó hay sao? Mọi người trong thành đều biết ngươi yêu thương và chăm sóc cho đại tiểu thư của quốc công phủ rất nhiều. Năm đó ngươi còn đưa cô ta vào cung và ủng hộ, coi cô ta như con. Ai cũng biết Lý Phúc Thanh thích thầm Lăng Vương.
Có một ngày, nữ nhi mà người từng chứng kiến nó trưởng thành, khóc lóc van xin người xuất loại bỏ tình địch. Vì yêu thương hoàng hậu nương nương nhất định sẽ đồng ý với lời cầu xin của cô ta. Làm sao ngươi biết được những chuyện này? Ngươi muốn bổn cung phản bội lại Thanh Nhi? Không thể nào, nữ nhân đó đã chết được hơn 5 năm. Ngươi muốn bổn cung phản bội lại Thanh Nhi để trả lại sự trong sạch cho người chết thì bổn cung sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Hoàng hậu nương nương nên suy nghĩ cẩn trọng, nếu người không giao nộp Lý Phúc Thanh thì Huyên Vương có thể sẽ phải đối mặt với rắc rối dai dẳng không dứt. Người dám dùng Huyên Vương để đe dọa bổn cung? Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi, nương nương là mẫu nghi thiên hạ, người kính nể. Người kính nể, còn ta chỉ là một vương phi bé nhỏ sao lại dám đe dọa người được? Ta chỉ muốn nhắc nhở nương nương về món cược, để xem trong lòng người liệu Huyên Vương quan trọng hơn hay là Lý Phúc Thanh quan trọng hơn. Ai mà ngờ được một nữ nhi nhà quan lại, một cô gái chân yếu tay mềm lại chết vì một âm mưu bắt nguồn từ lòng ghen tị. Có lẽ đến cả Triệu Lăng cũng không ngờ được thủ phạm của chuyện này lại là Lý Phúc Thanh. Dù sao thì Lý Phúc Thanh vẫn trông khá là ngây thơ, tất cả mọi hỉ nộ ái ố của cô ta đều hiện hết là cả lên mặt. Thế nhưng chính kẻ mang vẻ đẹp thanh khiết như nước lại chính là kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu 5 năm về trước. Hoàng hậu nương nương, ta chỉ muốn Lý Phúc Thanh nhận tội, trả lại sự trong sạch cho Nạc Dao. Cô ấy mặc dù đã chết, nhưng nỗi đau của người thân trong gia đình liệu có ai hiểu thấu? Bởi vì cái chết của cô ấy mà đã có rất nhiều người phải buồn phiền mất ngủ, trong lòng mang nỗi ai hận, trong lòng mang nỗi ân hận, vì đã không thể bảo vệ tốt cho cô ấy, không thể làm sáng tỏ cái chết, trả lại thanh danh trong sạch cho cô ấy. Tại sao người tốt lại phải mang gánh vác, lại phải mang vác gánh nặng lớn như vậy trong lòng? Còn kẻ làm chuyện ác thì có thể ăn ở thoải mái ung dung. Tất cả những sự sung túc mà Lý Phúc Thành hưởng thụ 5 năm qua đã coi như lãng phí rồi. Bây giờ, bắt cô ta trả giá cho hành động của mình lúc trước, có phải là sai trái hay không? Hay là nói trong lòng người, Lý Phúc Thành còn quan trọng hơn cả Huyên Vương? Lý Phúc Thành hiển nhiên không quan trọng bằng Huyên Vương, nhưng trốn quốc công đằng sau Lý Phúc Thành cũng quan trọng không kém. Vào lúc này, Sở Băng Nguyệt bắt tay giao nộp Lý Phúc Thành thì không phải là đang ép ta đối đầu với trốn quốc công phủ hay sao? Có điều, mặc dù trốn quốc công phủ rất quan trọng, nhưng cũng không nhất định là phải là trốn quốc công. Cho dù mất đi một trốn quốc công, vẫn có thể tìm lại một kẻ khác để thay thế. Nhưng nếu Triệu Huyên bị rơi vào tay Triệu Lăng, sẽ rất khó để nó có thể leo trở lên lại. Được, bổn cung sẽ giao nộp Lý Phúc Thành cho ngươi. Nhưng mà, ngươi phải hứa với bổn cung, giữ cho con bé một mạng. Tiểu thư, mặt người bị làm sao vậy? Có phải là có kẻ dám tát người không? Trời ạ, là kẻ nào ác độc vậy? Dám đánh người nặng tay như vậy? Nô tỳ sẽ đi tìm xử lý bọn chúng. Quay lại, tiểu thư nhà ngươi khó khăn lắm mới thoát mạng, ngươi lại muốn nhảy vào hố lửa, cho dù ta có bao nhiêu cái mạng cũng không giúp nổi ngươi. Đợi về rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy chúng ta đi nhanh thôi tiểu thư. Tiêu tướng quân, thật trùng hợp. Sao có thể không trùng hợp được, ta đã đợi ở đây cả nửa ngày rồi. Vương phi mặt người bị sao thế? Ôi trời ơi, kẻ nào dám động vào tiểu tâm can của vương gia thế? Tiêu tướng quân, ta có hơi mệt, có thể tìm giúp ta một nơi nào đó để nghỉ tạm không? Vâng, mời vương phi đi theo thuộc hạ, nếu không ngại người đó có thể đến phòng thay ca của Ngự Lâm quân để nghỉ ngơi một lúc. Phòng thay ca của Ngự Lâm quân. Đây là lần đầu tiên ta được ở gần với vương phi như thế này. Tiêu tướng quân, sao thế? Sao mặt đỏ quá vậy? Vương phi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, thuộc hạ sẽ đi báo cáo với vương gia là người đang ở chỗ này. Ha ha, trời ạ, ta đường đường là đại tướng của Ngự Lâm quân, gặp đủ loại người vậy mà hôm nay lại mất mặt trước một nữ nhân. Nhưng vết thương trên gương mặt vương phi vừa nhìn là biết ngay vừa bị tát rồi. Nếu như để vương gia biết được người đầu tiên gặp rắc rối nhất định sẽ là mình. Tiểu thư, mặt của người có phải là do hoàng hậu nương nương sai người tát không? Cuối cùng cũng thông minh được một lần, đoán được là ai tát ta luôn rồi. Giờ ngươi còn dám đi báo thù nữa hay không? Cho dù có là hoàng hậu, nô tỳ vẫn muốn đi nói lý lẽ với bà ta. Gương mặt xinh đẹp như vậy mà bị bà ta làm hỏng mất rồi.
Mà ta xấu quá, thấy người khác đẹp chịu không nổi chứ gì. Đồ ngốc, ngươi quên mất đời này là của ai rồi sao? Cẩn thận trên tường có tai mắt. Nô tỳ chỉ thấy bất xúc cho người mà thôi. Ta chỉ mới lơ là có một giây, để hoàng hậu tranh thủ cơ hội để đánh ta. Cứ đợi đó, kẻ dám chọc giận ta sẽ trả lại gấp đôi. Tiểu thư định đánh bại hoàng hậu nương nương như thế nào? Ngươi còn nhớ lúc Vân Tiêu kể cho chúng ta chuyện về Lạc Giao tiểu thư không? Người nhắc đến chuyện về Lạc Giao tiểu thư với Khương Thị. Ừ, 5 năm trước bà ta giúp Lý Phúc Thanh gài bẫy Lạc Giao, khiến cho một nữ nhân vô tội chết oan uổng. Nếu đây chỉ là người bình thường thì ta có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đây lại là tình nhân của Triệu Lăng. Nếu như Triệu Lăng biết được chuyện xảy ra năm đó, ngươi nghĩ chàng có liệu có tha cho cô ta không? Lý Phúc Thành, cô ta chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc năm đó. Hoàng hậu đã thừa nhận rồi. Hoàng hậu vẫn luôn không ưa Triệu Lăng bằng việc gà bẫy chết Lạc Giao, vừa có thể làm cho Lý Phúc Thanh vui vẻ, còn vừa có thể khiến cho Triệu Lăng đau khổ tột cùng. Một mũi tên trúng hai con nhạn sao lại không cơ chứ? Tiểu thư, cho dù Vân Tiêu của cậu sinh với tính cách của người cũng không thể nào dốc hết sức đi đến nước này được, nô tỳ vẫn luôn tự hỏi vì sao tiểu thư lại giúp Vân Tiêu đến mức này. Tại sao? Đó có lẽ là bởi vì ta không muốn nhìn thấy chàng đau khổ và tự trách bản thân thêm nữa. Có lẽ ta biết rằng tương lai sau này ta sẽ nợ chàng rất nhiều. Hiện giờ ta sẽ trả lại chàng những gì có thể. Hiển nhiên những điều này mình không thể nói với Xuân Hành. Ta đâu có giúp họ, ta giúp bản thân mình thôi. Ngày nào đó vụ án của Lạc Giao chưa điều tra, thì ngày đó Triệu Lan còn ghi nhớ từ tận đáy lòng. Chàng trai của ta, ta muốn chàng chỉ được nghĩ về ta, dù ta có chết cũng luôn phải ở bên. Tiểu thư lợi hại quá. Những lời này có khi nào đều là lời nói dối? Nguyệt Nhi, Triệu Lăng ta rất đau đúng không? Phu quân, hoàng hậu ăn hiếp ta, Lý Phúc Thành cũng ăn hiếp ta, chào quý phi cản đường ta làm ta đến trễ, tất cả mọi người đều ức hiếp ta, ta còn bị ăn tát nữa, ai cũng cười nhạo, không ai chịu đứng ra giúp đỡ ta hết. Khương Thị đúng không? Lý Phúc Thành đúng không? Còn cả Châu Yên Nhiên. Được lắm, một người ta cũng không bỏ qua. Đừng khóc nữa, đừng khóc nha, ngoan. Cái người này đừng nói là chăm mình như con gái chứ. Triệu Lăng, chàng làm cái gì đó? À thì ta... Thả ta xuống đi, ta sẽ không khóc nữa đâu, có chàng kìa. Cả ba người đó, ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Đây là do hoàng hậu tát ta đó, bà ta bảo ta không biết tôn trọng người lớn, vô lễ với bà ta. Lão nương đây luôn kính trọng thiên địa và tất cả những người tốt, chỉ không tôn trọng những kẻ luôn dở trò độc ác như bà ta thôi. Bà ta làm gì được nào? Đã nói rồi, nàng nóng nảy quá, tính khí của hoàng hậu ta hiểu rõ nhất. Đối mặt với người như bà ta, nàng nhẹ nhàng lúc nào được thì nhẹ, đừng cứng rắn quá. Nếu như nàng thực sự bị trách phạt sai, về phủ nó hết cho ta nghe, tự ta sẽ có cách trừng phạt Khương Thị. Bây giờ thì hay rồi, bị đánh ra nông nổi này không giận cũng không được. Ta bị ức hiếp, bị đánh ra nông nổi này mà chàng còn nói ta được, ta có còn là nữ nhân của chàng nữa hay không? Phải, nàng là nữ nhân của ta. Nàng má mãi là nữ nhân của ta, ta không nói nàng nữa được chưa? Triệu Lăng, ta sắp nói cho chàng một chuyện, chàng không được nổi giận nhé. Nàng đã gây ra chuyện gì rồi? Ta biết Lạc Giao. Quả nhiên chàng vẫn còn để ý đến chuyện này nhiều lắm. Ta biết rất nhiều chuyện có liên quan đến cô ấy, ta cũng biết cô ấy từng là người mà chàng yêu rất nhiều. Biết rằng hai người có thể coi như là thanh mai trúc mã, cũng biết rằng cô ấy bị cưỡng ép chết rất thê thảm. Triệu Lăng, 5 năm trôi qua chàng cũng đã quên cô ấy rồi, đúng không? Nhà đầu ngốc này. Triệu Lăng, hôm nay ta nhắc về Lạc Giao với chàng, không phải để hỏi chàng về chuyện lúc trước mà để nói cho chàng biết, ta đã biết ai là hung thủ giết chết Lạc Giao rồi. Này làm sao mà biết được? Sử dụng quyền lực, có phải ngài nghĩ rằng người đã giết chết Lạc Giao là Khương Thị đúng không? Chẳng lẽ không phải bà ta? Lúc bổn vương còn nhỏ, Khương Thị đã không ưa gì ta, nhiều lần hãm hại ta, chỉ mong ta chết đi cho rồi. Không may ông trời không cho ước nguyện của bà ta thành sự thật, không thì ta đã chẳng còn sống được đến lúc này rồi. Bây giờ ta không chỉ còn sống mà còn tìm cách cướp đi tất cả mọi thứ mà bà ta quan tâm hơn. Không sai, Khương Thị không phải là người tốt, phu quân muốn trừng phạt bà ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta không cần vội, cứ từ từ làm cũng được. Nhưng mà
Về vụ việc của Lạc Gia, chúng ta không thể để hung thủ trốn thoát. Trước kia Khương Thiện có nhúng tay vào nhưng không, nhưng bà ta không phải là hung thủ. Hung thủ thực sự đã cầu xin sự giúp đỡ của hoàng hậu. Hung thủ cho cái chết của Lạc Gia không ai ngoài Lý Phúc Thanh. Nơi này là... Có ai không? Người đâu? Nơi này là đâu? Người đâu rồi? Ta là tiểu thư của Trấn Quốc Công Phủ, mau đến cứu ta. Trời ạ, bây giờ đã vào tù thì tức là tù nhân rồi. Ai quan tâm trước kia người là ai? Người ngoan ngoãn cầm cái mồm lại cho ông đây, coi chừng ta bẻ cổ người. Người nói gì? Nơi này là đâu? Sao lại có người ngu như người chứ? Nơi này là thiên lao đó. Thiên lao? Làm sao ta lại có thể ở trong thiên lao được? Không, nhất định là ta đang mơ, nhất định là ta đang mơ. Con nhà đầu này chán sống rồi phải hả? Ngươi còn nghe không hiểu nữa thì đừng trách ta nặng tay à. Tại sao lại thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng ta đang ở trong cung giữ yến tiệc. Hoàng hậu nương nương nói với ta là nhất định sẽ làm cho Sở Băng Nguyệt đó một phen bẻ mặt. Nhất định là Sở Băng Nguyệt gài bẫy ta. Ta không thể chết ở đây được. Ta muốn gặp hoàng hậu, gặp phụ thân. Sở Băng Nguyệt đã hãm hại con gái đại thần triều đình. Có khi hoàng thượng sẽ trả lại danh phận quận chủ cho ta sau khi nhận ra sự độc ác của Sở Băng Nguyệt. Người đâu? Tôi là Lý Phúc Thanh quận chủ. Các người dám theo phe Sở Băng Nguyệt sẽ bị trừng phạt. Các người có tin không? Đợi đến lúc bổn quận chủ ra ngoài được rồi, ta nhất định sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Má nó, nữ nhân này điên rồi hay gì? Sao mà cứ nói nhăn nói cuội không ngừng vậy? Cho lão tử qua đó xem ta trừng phạt cô ta thế nào. Ta khinh quận chủ cái gì, đừng có làm phiền giấc ngủ của ta. Hỗn đó, bổn quận chủ là cành vàng lá ngọc, các người nghĩ mình xứng đáng để nói ta những lời nói chắc. Đợi bổn quận chủ thét ra, nhất định sẽ cho các người biết tay. Các người cứ đợi đó, đợi bổn quận chủ ra ngoài được rồi, ta sẽ lột da cả đám các người. Có người đến. Người đâu? Ta là Lý Phúc Thanh quận chủ. Người mau vào cung báo với hoàng hậu, ta đã bị Sở Băng Nguyệt gài bẫy hãm hại và đang ở trong ngục. Rồi đến Trướng Quốc Công Phủ nói phụ thân ta đi bắt tiện nhân đó lại. Bổn quận chủ muốn cho Sở Băng Nguyệt đó biết, nếu còn dám động đến ta một lần nữa nhất định là sẽ khiến sống không bằng chết. Ngươi là người của thiên lao có đúng không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, bổn quận chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Tam ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Huynh đến tìm ta có đúng không? Sở Băng Nguyệt đã mua chuộc người canh giữ thiên lao rồi, tống ta vào đây chờ chết. Cô ta đúng là ác độc mà. Tam ca, huynh đừng để bị cô ả lừa. Cô ta nhất định không phải là hạng người gì tốt lành. Tam ca, cả hai chúng ta đều biết Sở Băng Nguyệt chính là gián điệp mà đại ca của huynh cài vào. Loại nữ nhân này không thể giữ lại bên cạnh. Nếu giữ cô ta lại, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm hại huynh. Tam ca, huynh đừng để vẻ ngoài yếu đuối của cô ta lừa gạt. Cô ta giả vờ đối xử tốt với huynh nhưng thực chất chỉ là đang thu thập thông tin từ huynh mà thôi. Nếu như Sở Băng Nguyệt thật sự như là cô nói, vậy ta nên xử lý cô ta như thế nào đây? Loại nữ nhân lăng loạn đó, không giữ đức hạnh đó, nếu đã như vậy... Vậy để cô ta trở thành quân kỹ, như thế cô ta sẽ rất vui vì được chúng ta hoàn thành tâm nguyện cho đấy. Quân kỹ à? Nếu như Tam ca thấy phạt làm quân kỹ nặng quá, thì sắp cô ta vào Ninh Cổ làm nhau hàng phục vụ cho đám nam nhân mọi rỡ đó đi. Loại nữ nhân có tâm tính không trong sạch này, không xứng được đứng bên cạnh Tam ca. Vốn gì lúc đầu ta còn tưởng sự thật mà Nguyệt Nhi có được là xã, nhưng bây giờ xem ra, hóa ra tiểu hài tử mà bổn vương quan tâm chăm sóc bao năm qua lại là hạng người ác độc này. Cô ta không chỉ làm ra chuyện tổn thương tới ta, mà thậm chí còn tổn thương đến cả người quan trọng nhất đối với ta. Nhưng thật nực cười, ta lại chẳng hề hay biết mà lại chăm sóc cho cô ta. Ở dưới hoàng tiền Lạc Giao hẳn đã biết cả rồi, liệu nàng có trách ta không ghét bỏ ta không? Liệu nàng có trách móc ta vì đã chăm sóc cho hung thủ giết nàng không? Tam ca, lấy bàn tay dơ bẩn của người ra, đừng động vào bốn vương. Không sai, chính là bẻ mặt này. Chính là nữ nhân này đã dùng gương mặt đó để lừa gạt ta hơn 10 năm qua.
làm ta lầm tưởng cô ta là con người ngây thơ thánh thiện. Nhưng mà không ngờ cô ta chính là hung thủ giết chết Lạc Dao. Tam ca, ngươi đừng gọi bổn vương là Tam ca, ta không có loại mùi mũi như ngươi. Có phải là Sở Văn Nguyệt lại nói xấu mình với Tam ca nữa không? Tam ca, đến lúc này mà huynh còn bảo vệ cho ả tiện nhân đó. Sở Văn Nguyệt có gì tốt để cho huynh yêu thương chứ? Hả? Đến tận ngày hôm nay, ngươi vẫn còn dối gạt bổn vương. Lý Phúc Thanh, trước kia chắc là bổn vương mù rồi mới xem ngươi như muội muội, thậm chí vô dụng đến mức rõ ràng kẻ sát hại Lạc Dao ngay trước mắt nhưng lại không nhận ra. Tam ca, huynh vừa nhắc đến ai? Là Lạc Dao, chỉ mới năm ngắn ngủ trôi qua mà thôi, đừng nói với ta là ngươi đã quên mất cái tên đó rồi. Bao năm qua ta vẫn luôn nghĩ đến việc báo thù cho Lạc Dao, luôn xem người nọ trong Vĩnh Hòa Cung chính là hung thủ. Nhưng ai mà ngờ được hung thủ thực sự lại chính là ngươi. Tam ca, huynh nghe ta giải thích, ta không cố ý đâu, ta thực sự không có cố ý đâu. Ta chỉ là muốn cô ta biến mất khỏi huynh mà thôi, không ngờ lại khiến cho cô ta phải chết. Nhìn đến cuối cùng nàng ấy vẫn chết đi thôi. Là ngươi đã giết chết nàng, là ngươi đã trộm chân châu của hoàng hậu rồi để nó vào Lạc phủ, vu oan giá họa cho nàng ấy. Không, không phải như vậy đâu. Tam ca, huynh nghe ta giải thích đi, không phải như vậy đâu. Ta thừa nhận là ta đã trộm viên chân châu và giá họa cho cô ta, nhưng rõ ràng là ta đã cho người đặt nó vào trong túi hương mà cô ta vẫn hay đeo bên mình để mới vu oan cho cô ta trước mặt người khác. Ta không ngờ nó lại xuất hiện trong Lạc phủ, cũng không ngờ Lạc Dao phải chết thê thảm như vậy ở trong thiên lao. Tam ca, huynh phải tin ta không có ý giết hại cô ta. Đầy ải hay đuổi ra khỏi thành cũng được, ta chỉ muốn kết cục như vậy thôi, ta chưa bao giờ muốn cô ta phải chết cả. Ngươi khẳng định là đã cho người đặt nó vào trong túi hương mà không phải là Lạc phủ. Tam ca, có bao nhiêu điều ta đã nói ra với huynh hết rồi, ta còn xấu gì được huynh nữa. Đúng là ta ghét cô ta vì cô ta được ở bên cạnh Tam ca, ghen tị vì cô ta được Tam ca yêu thương, nhưng vẫn không đến nỗi khiến ta muốn giết chết cô ta. Còn nữa, mặc dù lúc trước ta vẫn còn nhỏ nhưng vẫn biết được lấy cắp trân châu sẽ bị phạt không nhẹ. Nếu như viên trân châu bị tìm thấy trong Lạc phủ, tất cả người của Lạc phủ đều sẽ bị phạt lây. Ta chỉ ghét Lạc Dao mà thôi, không liên quan gì Lạc phủ. Sao ta lại để nó vào Lạc phủ để giết hại người vô tội kia chứ? Không sai, vào lúc này Lý Phúc Thành không có lý do gì để nói dối. Nhưng tại sao chuyện lại khác so với những gì Nguyệt Nhi nói? Chẳng lẽ là vì có kẻ khác nhúng tay vào? Liệu kẻ đó có thể là ai? Không thể nào. Không thể bỏ qua cho Châu Y Nhi. Lý Phúc Thành cũng là kẻ khởi xướng, ta cũng không thể nương tay với cô ta. Người có biết nơi này là đâu không? Thiên Lao. Đúng thế, phòng giam của ngươi chính là nơi Lạc Dao từng ở, nàng ấy đã trút hơi thở cuối cùng của mình ở trong đó. Lúc bốn vương tìm thấy nàng đang nằm trên đám cỏ khô phía sau ngươi, tóc che khuất mặt, bị tra tấn đến mức cả người toàn máu, gầy trơ xương, thở cũng không ra hơi. Bốn vương chỉ mới nói vài câu mà ngươi đã sợ hãi đến mức này. Nghĩ mà xem, lúc trước Lạc Dao đã chịu vô số tra tấn, cô ấy đã sợ hãi bất lực kinh hoàng đến mức nào? Không, không, cái chết của cô ta không liên quan đến ta, ta không có giết cô ta, không phải ta. Lúc bé trong ngươi ngây thơ vô tội bao nhiêu, thì thực chất ngươi lòng dạ độc ác bấy nhiêu. Bổn vương không muốn ngươi sẽ nhận lấy tội lỗi mình đã gây ra. Nhốt ngươi vào đây là để cho ngươi biết trước khi qua đời Lạc Dao đã đau buồn thế nào, bất lực thế nào. Tam ca, huynh không thể đối xử với ta như thế này được. Huynh đã hứa sẽ dốc sức bảo vệ ta, huynh không thể nuốt lời được. Nếu như có thể, bổn vương ước mình chưa từng quen biết ngươi trong cung. Thực sự hy vọng ngươi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của ta. Huynh thực sự ước gì chưa từng quen biết ta sao? Thực sự lắm. Đã vậy thì đừng trách ta độc ác. Triệu Lăng, ngươi chỉ là một hoàng tử vương gia, không có đủ quyền hạn để nhốt ta vào trong đây. Ta muốn gặp phụ thân, muốn gặp hoàng hậu. Hoàng hậu? Ha ha. Tới giờ vẫn còn chưa hiểu ra sao hoàng hậu đã bỏ rơi ngươi rồi. Bằng không làm sao ta có thể đến đây gặp ngươi được. Còn về Trấn Quốc Công, bổn vương tin là giữa một bên là đứa con gái vô dụng, một bên là tương lai của Trấn Quốc Công phủ, ông ta đương nhiên sẽ chọn vế sau rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng không cho người đến tra tấn ngươi.
Nhưng kể từ bây giờ nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi sẽ ở nơi này, ngoan ngoãn sống nốt phần đời còn lại, trả giá cho tội lỗi của bản thân. Năm đó, chỉ có đại lý tự các người chịu trách nhiệm điều tra vụ Trân Châu bị đánh cắp. Cũng chính là đại lý tự các người đã định tội Lạc Giao tiểu thư. Bây giờ sự thật rành rành trước mắt, ngươi còn gì để nói nữa? Hạ thượng sẽ quay lại điều tra sự việc một lần nữa để trả sạch lại sự trong sạch cho Lạc tiểu thư. Phạm nhân đã nhận tội rồi, ngươi còn gì để điều tra? Không, Vương Danh nói phải, hạ thần không cần phải điều tra thêm nữa. Hạ thần nhất định sẽ báo cáo việc này lên, nhất định sẽ trừng phạt hung thủ thực sự. Ngươi có biết năm đó là kẻ nào đã phụ trách điều tra vụ việc của Lạc Giao tiểu thư không? Chuyện này hạ thần không biết. Hạ thần chỉ mới nhậm chức năm ngoái, chuyện trước đó hạ thần không biết gì nhiều. Bổn vương đó cho ngươi biết, kẻ đó chính là chủ quán Tề đại nhân hiện tại của các người. Năm năm nay ta không biết Tề đại nhân đã dùng đến mưu kế gì mà có thể thăng chức nhanh như vậy. Bất kể hắn dùng mưu kế gì thì cũng trở thành con chó cho người khác. Làm phiền đại nhân gửi lời của bổn vương đến hắn ta. Đã là nợ thì sớm muộn thì cũng phải trả. Cho dù không trả bây giờ thì sau này vẫn phải trả. Vốn dĩ bàn tay bổn vương đã nhuốm đầy máu, giết thêm dăm ba kẻ cũng không thành vấn đề. Năm đó hắn dùng thứ gì đến hãm hại Lạc Giao, bổn vương cũng sẽ trả lại hắn gấp đôi. Tội ác của Tề phủ, bổn vương đã thay hắn đếm đủ rồi. Tề đại nhân không thông minh, hắn sẽ tự biết mình phải làm gì. Vâng, hạ thần nhất định. Hạ thần quay về rồi nhất định sẽ truyền lại những lời nói cho Tề đại nhân. Thân thể vương gia có chỗ nào không khỏe sao? Có cần hạ thần gọi thái y không? Không sao, ta chỉ là không thích nơi này thôi. Mỗi lần đến đây đều có cảm giác kinh tởm. Ngoài thiên lao, tiểu thư tới này đủ mạnh chưa? Tiểu thư nói xem vương gia làm gì trong đó mà lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy ra. Lạc Giao quan trọng đối với chàng ấy như vậy, chàng đương nhiên phải nói chuyện tử tế cho ra lẽ với Lý Phúc Thanh rồi. Nhưng người dù sao cũng chết rồi, qua năm qua vương gia vẫn luôn nghĩ đến. Theo nô tỳ thấy, Lạc Giao đó không sánh được với tiểu thư. Ngốc này, ngươi có thể nói những lời đó ở trước mặt ta, nhưng nhớ là không bao giờ được nhắc lại nữa, nghe chưa? Xuân Hạnh, ngươi vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ không hiểu được nam nhân. Trong cả cuộc đời, nam nhân sẽ chỉ nhớ nhất ba người nữ nhân. Nữ nhân thứ nhất là mẫu thân. Nữ nhân thứ hai là tình đầu. Còn nữ nhân thứ ba là người mà hắn sẽ lấy làm thê tử. Đối với nam nhân, mối tình đầu vô cùng quan trọng. Người phụ nữ đầu tiên mà hắn yêu chứng kiến gương mặt thẹn thùng của hắn, tình yêu đầu tiên và thuần khiết nhất của hắn. Nữ nhân này thậm chí có thể tác động đến cả nhân sinh quan của hắn, cách mà hắn nhìn nhận thế giới, giá trị của bản thân hắn. Có lẽ là người có đủ tầm quan trọng để thay đổi cả cuộc đời của hắn. Người nói xem, một người như thế liệu ta có thể xóa bỏ sự tồn tại của cô ta được hay không? Xuân Hạnh, nếu có thể, đừng bao giờ nhắc về Lạc Giao trước mặt ta nữa. Thành thật mà nói, ta rất ngưỡng mộ vì cô ấy có thể khiến cho Triệu Lăng nhung nhớ mình nhiều năm qua như vậy. Không biết lúc ta đi rồi, chàng sẽ nhớ đến ta được bao nhiêu. Tiểu thư, người muốn bỏ đi. Chết, lỡ nó ra rồi. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Sao bây giờ ngươi dễ bị gạt quá vậy? Ta là Lăng Vương Phi, ngoài việc ở trong Lăng Vương Phủ với bên cạnh Triệu Lăng, ta còn đi đâu được? Đúng là đứa trẻ ngốc. Mai nãy tiểu thư chỉ đùa với mình thôi sao? Tại sao trong lòng mình lại thấy hoảng loạn bất an như vậy? Nguyệt Nhi, chàng... Đừng ra, mau bảo phu xe nhanh chóng mời về Lăng Vương Phủ. Mau, về phủ. Thân thể của Triệu Lăng bây giờ trông có vẻ rất yếu ớt, cảm giác như chỉ cần dùng thêm chút sức nữa, chàng sẽ tan biến khỏi thế giới này luôn vậy. Tên nam nhân cao ngạo khi trước, trong chốc lát lại trở thành thế này, làm Sở Băng Nguyệt có cảm giác như cả bầu trời sắp sụp đổ. Chàng làm sao vậy? Không phải chỉ là đi gặp Lý Phúc Thanh thôi sao? Sao bước ra trông như vừa trải qua thập tử nhất sinh như vậy? Bổn vương không sao, đừng đánh động những người khác. Ta chỉ cần nghỉ ngơi tạm vài ngày mà thôi. Chàng an tâm nghỉ ngơi đi, Lăng Vương Phủ cứ để ta giúp chàng quản lý. Đừng lo, mọi chuyện đã có ta. Nữ nhân đáng yêu mà ngốc nghếch thế này,
ta phải may mắn đến cỡ nào mới có được tấm chân tình của nàng ấy chứ. Được bên nàng ta đúng là có phúc. Đại Lý Tự. Lan Vương Điện Hạ đã nói như vậy thật sao? Lý Phúc Thanh cứ thế mà thừa nhận tất cả. Tề đại nhân. Phải, Lý Phúc Thanh đã tự mình thừa nhận tất cả là do cô ta sắp đặt. Nhưng cô ta cũng nói là mình không muốn Lạc Giao tiểu thư phải chết, không ngờ kết cục cô ấy đã bỏ mạng trong thiên lao. Đại nhân, tính khí của Lăng Vương Điện Hạ ngài cũng biết, nếu ngài ấy đã nói ra những lời đó thì nhất định sẽ không bỏ qua cho đại nhân đâu. Đại nhân ạ, ngài phải suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ra kế hoạch tự cứu lấy bản thân. Điều do ta lúc trước mù rồi mới cấu kết với lầm người, tạo ra phiền phức như ngày hôm nay. Không được, vẫn phải thử một phen, ta nhất định phải nghĩ ra cách tự cứu lấy bản thân. Những gì hôm nay ngươi nói với ta, đến lúc ra khỏi cửa phải quên hết toàn bộ. Bằng không, đừng trách bổn quan không cảnh báo ngươi trước. Lúc này người duy nhất có thể cứu được ta đó chính là Hoàng hậu Nương Nương. Vĩnh Hòa Cung. Tề đại nhân. Mama, Nương Nương có chơi gặp ta không? Tề đại nhân. Hoàng hậu Nương Nương dù là chủ lục cung nhưng cũng là nữ nhân không tiện gặp ngài. Hơn nữa thân thể cũng không còn được khỏe như trước, quản lý mọi việc trong cung là đã đủ mệt mỏi rồi. Nếu còn phải quản những chuyện khác sợ là người thật sự có siêu năng lực quá. Tề đại nhân, mời về cho. Mama, xin chuyển lời của ta đến Nương Nương. 3 năm qua ta luôn ở bên người vất vả làm việc cho người không kể công lao, cũng như việc nuôi chó vậy. Nếu con chó đó bị kẻ khác đánh, là chủ nhân không phải nên đứng ra giúp cho con chó đó hay sao? Lăng Vương Điện Hạ không phải hạng người tốt lành, ngài không chỉ muốn lấy mạng ta, ngài cũng nhất định sẽ không buông tha cho người nhà của ta. Những lời này của đại nhân là có ý gì? 3 năm qua Nương Nương vẫn luôn chép kinh Phật, trừ một vài lúc gặp các đại thần thì người đã gặp đại nhân từ bao giờ? Những lời này đại nhân sau này không nói ra nữa thì hơn. Kể đến để kẻ khác nghe thấy lại bàn chuyện xấu về Nương Nương. Tề đại nhân, nếu không còn gì khác thì mộng thì ngài mau về đi. Vĩnh Hòa Cung này không phải là nơi ngài nên đến. Nương nương nhà ta cũng không phải là người mà ngài có thể gặp. Bao năm qua ta làm việc cho bà ta, thay bà ta nhận bao nhiêu vết dơ. Bà ta thì sao? Bà ta đã bao giờ khen thưởng cho những công sức của ta chưa? Bây giờ đến cả ta sống hay chết bà ta cũng không quan tâm dẫn ta đến bước. Tuyệt vọng. Làm người không phải như thế này, thật sự không phải như thế này. Nếu đã như vậy, ngươi là thứ nhất thì ta sẽ là thứ 15. Đã vậy đừng trách ta vô tình. Nương nương. Xin nương nương yên tâm, lão nô đã đuổi tại đại nhân đó đi rồi. Ngươi thực sự đã đuổi hắn đi rồi sao? Vậy sao bốn cung lại nhìn thấy thứ gì đó trong đôi mắt của hắn? Nương nương, đôi khi nếu như con chó của ngươi biết quá nhiều, chúng sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Bởi vì chúng không chỉ cắn kẻ người không muốn gặp, mà còn có thể cắn quay trở lại, mà còn có thể quay trở lại cắn chủ nhân của nó. Hắn không dám đâu. Một người bị ép đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm, huống chi là một con chó. Thông báo cho người của Tề phủ, một khi ta phát hiện ra con chó này muốn lên cơn cắn người, ta sẽ triệt hạ nó. Đừng để chúng gây thêm phiền phức cho chúng ta. Vâng. Tâm của nương nương càng lúc càng độc ác, hôm nay bà ta có thể đối xử như vậy với Tề đại nhân. Không biết sau này bà ta có đối xử với chúng ta như vậy hay không? Sổ băng nguyệt. Chỉ cần bọn chúng còn bất cứ liên quan nào với tiện nhân Dương Nghị đó, thì tất cả đều thích chống đối bổn cung. Dương Nghị chết rồi để lại một tên nhãi phiền phức gây rối cho bổn cung. Thằng nhãi đó lại còn cưới về một nữ nhân gây họa cho bổn cung còn hơn thế nữa. Đám người này kiếp trước ta có thù với các người hay sao? Rồi sẽ có ngày ta bắt các người trả giá gấp trăm vạn lần. Dương Nhụy được sủng ái nhiều năm thì đã sao? Cuối cùng cô ta vẫn phải chết dưới tay ta mà thôi. Máu thịt thiên định tộc giữ mãi tuổi thanh xuân. Tiếc là ta biết về việc đó quá muộn. Bằng không ta cũng nhất định sẽ nếm thử thịt người tộc Thiên Định. Người đó hẳn đang tìm kiếm kẻ sống sót còn lại của tộc nhân. Có lẽ lúc kẻ sống sót được tìm thấy, ta sẽ có cơ hội hồi sinh lại tuổi trẻ của mình.
trốn quốc công phủ. Lý Phúc Thanh là kẻ đã gài bẫy Lạc Dao vào tội danh trộm chân châu. Nghịch nữ! Trốn quốc công Lý Trạch. Quốc công, xảy ra chuyện gì rồi sao? Mưu sĩ, chưa cát xương minh. Ngài tự mình xem đi. Thật không ngờ tiểu thư năm đó còn là một đứa trẻ, vậy mà làm ra những chuyện khiến người ta kinh hoàng. Ta và hoàng hậu đã cương chịu nó quá mức rồi. Đó không biết thế nào là làm chuyện ác, cũng không biết thế nào là mạng người quan trọng. Bao năm qua ta tự do đi lại trong hoàng cung, ai cũng đều khách khí gọi ta một tiếng quốc công xa. Nhưng lại có một đứa nghịch nữ như nó, thật không còn mặt mũi đâu nhìn người đời. Quốc công có dự định cứu tiểu thư không? Không biết xương minh tiên sinh ngài thấy việc này thế nào? Theo tại hạ, quốc công ngài không chỉ không được cứu, mà còn phải tự tay viết một bức thư gửi về Lăng Vương phủ, trình bày rõ ràng ngài sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Sau đó đồng thời tố cáo hành động của đại tiểu thư. Ngài nói gì cơ? Xương minh tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì? Tại hạ xin phép hỏi quốc công ta một câu. Tiên sinh đừng câu nệ lễ tiết, có gì cứ nói. Theo như quốc công ta thấy trong số 9 vị hoàng tử, ai là người có khả năng trở thành hoàng đế tương lai? Đại hoàng tử Triệu Huyên là hoàng tử trưởng, là hoàng trưởng tử, được sự chỉ bảo của hoàng hậu, gần như ngang hàng với con ruột của hoàng hậu. Cho nên có rất nhiều đại thần trong triều đứng về phía hoàng tử Triệu Huyên. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử chỉ lo ăn chơi không ưa tranh đấu, hoàng vị đương nhiên không liên quan gì đến hai người bọn họ. Còn về ngũ hoàng tử, dù có tài nhưng sức khỏe không được tốt, đến bây giờ còn phải ngâm nước nóng mỗi ngày để làm dịu cơ thể. Còn lục hoàng tử lúc còn trẻ đã ngã ngựa bị gãy chân, đã không còn tư cách tranh giành hoàng vị rồi. Thất hoàng tử Triệu Hy là dạng người kỳ lạ, thích bám đuôi theo tam hoàng tử Triệu Lăng, phần lớn là sau này ngãi sẽ theo phía của Lăng Vương. Cả bác hoàng tử và cửu hoàng tử đều rất tức cười, mỗi người một người thì nóng tính, một người thì luôn tìm có đầy đọa hạ nhân. Tiếng xấu của ngãi đã đồn xa ra khắp kinh thành từ khi còn bé rồi. Cửu hoàng tử Triệu Hằng ham mê sắc dục, lúc trước còn từng bị trừng phạt vì tội dám ve vãn với phi tần. Một vị hoàng tử như vậy mà thượng vị, chỉ trong vài năm hoàng cung sẽ bị ngạch làm cho loạn cả lên, tiếng xấu đồn xa người đời ghét bỏ. Xem ra trong lòng quốc công đã đề ra sẵn một người. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hoàng vị chỉ có thể rơi vào một trong hai vị hoàng, đại hoàng tử và tam hoàng tử. Chỉ là xuất thân của Triệu Lăng quá thấp, không có nhà mẹ chống lưng, thế lực yếu hơn. Tại hạ lại không nghĩ như vậy. Tiên sinh ngài thấy tam hoàng tử thế nào? Khi xưa các vị hoàng tử tranh đấu có bao nhiêu người tự dựa vào sức mình ngồi lên hoàng vị. Cho dù có dựa vào xuất thân để ngồi lên hoàng vị, nếu không có năng lực sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng. Hoàng hậu mấy năm qua tranh thủ mọi lúc để kết thân với đại tiểu thư, đó chính là muốn kéo ngài về phía họ. Bây giờ hoàng hậu đã từ bỏ đại tiểu thư, không phải chính là từ bỏ chúng ta hay sao? Có điều người từ bỏ như vậy lại càng khiến trong lòng tại hạ nhẹ nhõm hơn nhiều. Là một nữ nhân bà ta tham vọng quá lớn. Nếu bà ta trở thành thái hậu cũng không thể nào trở thành một người hiền lành và nhân từ được. Lăng Vương có rất có tài, mặc dù không hề phô trương nhưng ngài ấy là một người tốt. Nếu như quốc công liên hợp lại với ngài ấy, đợi đến lúc Lăng Vương ra ngồi lên ngai vàng, nhất định sẽ không phụ quốc công phủ đâu. Đứa con gái của bổn quốc công đã giết đi người mà ngài ta yêu thương. Quốc công gia của tôi ơi, ngài vẫn chưa rõ sao? Lăng Vương nếu như đến cả lòng khoan dung cũng không có thì sao có thể ngồi trên ngai vị? Nếu ngài ấy là con người có lòng dạ hẹp hòi thì sao có thể trở thành người như ngày hôm nay, có được vị thế như ngày hôm nay? Ta hiểu rồi, bây giờ ta lập tức đi viết một lá thư, không biết có thể làm phiền tiên sinh giúp ta gửi nó đi được không? Rất vui được ra sức vì quốc công. Phi Vũ phủ. Nhanh lên. Bẩm Vương phi, Vương gia thành đan như thế này là vì tổn thương ở tim, huyết khí tăng cao cho nên ban nãy mới ho ra máu. Tổn thương ở tim, huyết khí tăng cao. 5 năm rồi, cái chết của Lạc Dao khó chấp nhận đến như vậy sao? Không được, bây giờ không phải là lúc để ghen. Tình hình có nguy hiểm không? Hay là chúng ta đi tìm thái y đến xem thử? Vương phi không cần quá lo lắng, Vương gia chỉ cần uống vào 3 thang thuốc là sẽ khỏe lại thôi. Vậy tốt, mau đi viết đơn thuốc đi. Xuân Hạnh, cầm đơn đi nấu thuốc, ta muốn chính tay ngươi phải làm, không được giao cho kẻ khác. Dạ.
Bổn vương phi bình thường là con người dễ nói chuyện, nhưng cũng phải tùy tình huống. Nhớ kỹ, nếu như có bất cứ ai dám hé miệng về chuyện ngày hôm nay, dám tung tin này ra ngoài, để bổn vương phi biết được, hình phạt nhẹ nhất là cắt lưỡi, nặng nữa là lột da. Vâng. Nếu như có người tiếp cận các ngươi để hỏi tin về vương gia, thì cứ nói là ta lại đổ bệnh và vương gia đang bận chăm sóc cho ta, không có thời gian lo những việc khác. Đã rõ chưa? Chúng nô tỳ hiểu rõ. Rõ hết rồi thì quay trở về làm việc đi. Vâng. Ngài tỉnh rồi, tỉnh lại khi, từ khi nào? Từ lúc nàng bảo muốn lột da bọn họ ra, bổn vương đã tỉnh rồi. Ngài... Không biết ai mới là kẻ bất tỉnh trên xe ngựa, ho đa máu, đổ mồ hôi hột, dạ ta sợ gần chết, sợ ngài trêu chọc ta thì vui lắm có phải không? Để nàng lo lắng rồi. Còn biết xin lỗi ta sao? Lý Phúc Thanh đã nói gì mà khiến cho ngài thành ra thế này? Lạc Dao, nàng ấy có để ý. Chuyện này dính dáng đến rất nhiều người, trong số đó có nhiều người nàng ấy không thích. Nàng ấy đã làm nhiều chuyện vì mình rồi, không thể để cho nàng ấy đau khổ thêm. Đại phu trong phủ đã nói gì? Ta cần phải nghỉ ngơi trong bao lâu? Biết ngay là ngài không muốn bàn đến chuyện này mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngài vừa ho ra máu xong đấy. Đại phu Lăng Vương phủ đã hứa với ta, ngài chỉ cần uống 3 liều thuốc là có thể xuống giường ngay. Cho nên Lăng Vương điện hạ của ta, lần này sợ là ngài không thể lùi được nữa rồi. Phương gia, thuộc hạ có việc cần bẩm báo.